Ôi, Tâm để vài ngày nữa coi nó có mất không. Ôi, em mà có sẹo, em sẽ khắc tên ông mình vô danh sách kẻ thù của em. Hay quá, danh sách kẻ thù gì? Gọi là người ta vong lên thành phố rồi. Tức thiệt chứ, tự nhiên gặp mấy thứ gì đâu không à. Có xin thương thoại của người ta chưa? Xin chi? Trời ơi, thì mình xin mình hỏi coi ổng xài cái thuốc trị côn trùng này có tác dụng không? Em khổ quá à. Vậy đứng lại được không nội? Làm cái gì mà đi vòng vòng trong mặt muốn chết luôn. Ủa chị mắc cự quá. Thì em ngứa thì em đi, tự nhiên chị đi theo em làm vậy? Em mắc cự quá. Chị theo em để chị hỏi cái này bộ. Hỏi gì? Anh Nghĩa đâu rồi? Ủa Nghĩa hoài, tối ngày Nghĩa. Người ta qua đây người ta tìm anh Nghĩa bộ. Cái gì mà Nghĩa đó hả? Anh Nghĩa à? Ừ. Nãy giờ anh Nghĩa đâu ạ? Ở trong vườn cây á, anh chẻ mấy cây tre, chống mấy cây non lên. Có cần em phụ không? Ừ, thôi khỏi đi, chuyện của anh để anh làm. Không, em phụ được. Thôi khỏi. Anh Hai. Ừ? Đó giờ anh Hai có xài thuốc trị côn trùng không? Trời ơi, anh Hai là người ăn ở sạch sẽ, tắm gội hàng ngày, đâu có xài mấy cái đó làm gì? Ở giờ muốn chết mà làm bộ. Nói gì ạ? Thì em xài lộn với kem đó. Nên em hỏi. Trời ơi, Út, chuẩn bị hái ra tiền nha. Không gì hái ra tiền? Sao hái? Thiệt. Bây giờ nha, bây giờ Út điện lên cái công ty kem đó, Út nói là cho Út vô cái clip quảng cáo. Người thật việc thật. Cái clip quảng cáo là một đứa ở dơ xài cái kem trị côn trùng hết ở dơ. Đó là Út nổi tiếng. Là ngon luôn á. Đổi đời á. Nghĩa ơi Nghĩa hả? Dạ. Ủa con đây hả? Ủa con dâu mới qua. Ờ con Út. Dạ. Hồi sáng giờ tụi con có thấy ai lạ mặt lãng vảng ở vườn nhà mình không? Dạ không. Có ăn trộm. Trộm? Ừ. Chứ bỏ công á, chặt mấy ống tre để làm ống trúng. Trời ơi, tụi nào mà nó cho xuồng nó trở sạch sẽ luôn rồi. Ủa con Ba Lơn hả dâu? Tự nhiên mất cổ nó cười. Dạ không. Ăn trộm nè. Là sao? Dạ mấy ống tre đó con xin tía, mà con chưa kịp nói với tía. Anh lấy anh chống mấy cái cây non á bác. Trời ơi là trời, thứ đồ nghịch tử. Mấy con trẻ, cái đám trẻ đó mà mênh mông con ngoài đâu mà chặt. Tao già tao còn lương tao chặt cả tuần lễ. Mày lấy mày xài gì đó hả? Dạ, con... Con rảnh không? Con chi tía? Ra sân phơi nắng. Tía. Ơi, em lại sai nữa hả? Có duyên này. Tự nhiên chọt vô làm mình phơi nắng gần chết. Đúng rồi, sao chổi mà. Tình lúc nào cũng hại mình. Ôi, có người lại ra bờ ao ca bài ca con cá kìa. Tính ra cái xóm này cũng hơi nhỏ ha. Sao tôi lúc nào cũng đụng mặt cô vậy? Chứ tôi cũng có muốn gặp anh đâu. Ê, hay là anh cho tôi cái lịch mà anh ngồi bờ ao đi. Rồi hàng ngày anh ngồi giờ nào, về giờ nào, tôi biết tôi né. Mắc mớ gì tôi phải báo lịch cho cô. Nè, về quê làm ơn làm phước, dẹp giùm mấy cái đầm đi biển này đi. Không biết thì đừng có nói nha. Ta đầm dạo phố kêu đầm đi biển. Ôi lạ ghê á nha. Về quê mà đi dạo phố. Ai nói tôi dạo phố? Tôi chụp hình với mấy đứa nhỏ chứ bộ. Ê. Gì? Mà sao anh kỳ vậy? Tôi mặc gì kệ tôi, liên quan gì anh nói? Không, tôi có lòng tốt muốn giúp cô thôi. Biết sao không? Mình về quê á, mặc mấy cái đầm này nè, đi ngang mấy cái ao gió thổi cái cái đầm bay lên. Chú quèo chứ quèo chứ. Cái đồ. Gì? Động vô duyên. Ê. Gì? Cá chết rồi kìa. Người khùng. Ai đó? Ê, chó. Chó, ư. Ê. Đây con, vô đây chứ trời, nó coi vô đây làm cái gì? Chó. Ây da.
Chị ghét ghê. Đất nhà mình vậy trời. Đúng là quan gia ngõ hẹp thì chứ. Hy vọng là cái câu nói đó không phải dành cho tôi nghe. Ủa đứng xa nói nhỏ mà cũng nghe nữa hả? Trời đất ơi, người thông minh mà. Nhìn cái khẩu hình là đoán được nói cái gì. Hiểu không? Sao rảnh rỗi trời. Rảnh rỗi vậy? Tôi đang chăm sóc vườn của tôi mất cái gì rảnh? Vị khách không mời mà tới. Tấm tàng tôi cũng không quen khoe của. Nhưng mà bạn xưa lỡ bước chân vô gia trang của tôi rồi, vui lòng mở mắt ra nhìn đi, vườn của tôi nè, hồ của tôi nè. Chẳng giấu gì bạn xưa, cái hồ cá này còn cả 10.000 cá coi á. Trời ơi, xuất hồ một cái á, không biết đếm tiền sao nữa. Tao nói cũng may là làm giấy chứng minh rồi, chứ nó không nó mòn lẳng hết trơn rồi sao mà in dấu tay được. Chảnh nha. Tôi cũng hy vọng tới cái ngày mà cá coi con nó lớn, cái hàng rào thấp quá vậy nè, tới cái gần cái ngày bán đó, trộm nó vô nó giết một cái là sạch bát. Tôi thách á, ăn trộm bước vô đây. Tôi tính hết rồi, tôi gài bơm á, gài mìn nó xung quanh hết luôn. Ăn trộm mà bước vô đây câu cá á, nổ cái bùm, lùm xác. Ghê đó. Chưa hết đâu. Mấy cái người mà ở xứ xa tới mà không biết đây là vườn của người ta, tưởng công viên á, dắt chó đi chơi đó, tôi cho nổ lùm xác luôn. Bà, nói với anh chi giải thích mệt, cứ làm bơm mìn đi. Tôi với trí thông minh tôi phá nó 30 giây. Tự tin lắm ha. Anh đi đâu mà em tìm anh quá trời quá đất luôn á. Tìm anh làm gì? Thì coi anh làm gì em phụ. Thôi khỏi, công chuyện của anh làm, đâu cần em phụ. Thích phụ. Tôi xin cô đó, cho tôi hai chữ bình yên được không? Cô mà đụng vô cái gì là tôi bị tía la cái đó. Giờ nghĩ tới tức ơi là tức gì. Thôi mà, đừng có tức. Thì em xin lỗi. Em rút kinh nghiệm là từ nay về sau là mỗi lần mà làm cái gì là em phải suy nghĩ thật kỹ em mới làm. Ủa? Là gì vậy ba? Cái máy dò kim loại đó con. Ba chế nè. Ủa vậy là mình dò mấy cái bơm mìn dưới đất được không? Chính xác. Trời, gây gì luôn hả? Chứ sao? Hay quá hả, ngủ mộ ba quá hả? Dễ mà. Mà ba chế chi vậy? À, ba chế hả để coi nội có chuông vàng không gì? Chính xác. Ủa? Trời ơi, hay ta. Tự nhiên nó làm gợi ý cái này à. Trời, thông minh quá trời quá đất luôn. Mình không nghĩ ra trời. Con nói chơi ba cũng tin hả? Chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra hết trơn rồi. Được, ba sẽ dò thử. Ba. Vậy á, nếu như mà bà có thấy vàng thiệt á, nhớ chia con nha. Con gửi đó. Tất nhiên là ba sẽ chia cho con rồi. Ba thương ba. Hay, ba lắc ba làm thử. Dạ. Thôi con đi nha ba. Ủa con đi đâu? Dạ, con qua nhà bé Na. Gì? Để xin ba má nó cho nó học Anh văn đó mà. Trời đất ơi, dạy miễn phí rồi. Còn rồi cất công đi vận động nữa hả con? Không phải, tại vì á ba má nó không có hiểu cái tầm quan trọng của tiếng Anh. Cứ bắt nó nhà giữ em hoài, tội nghiệp lắm. Con thiệt là rảnh à, ba hết ý với con luôn. Thôi mà ba, con đi nha. Bye bye ba. Thiệt lỡ không? Có lý à. Chứ làm gì tía cười vui tía? Tía cười á là tía vui trong lòng. Là gì á? Tía vừa thiết kế xong một trận đồ vô bích khắp cái vườn cây và tất cả con đường dẫn vô cái vườn nhà mình á. Ủa? Tía làm cái này chi vậy? Chủ yếu á là tía ngăn mấy con gà mấy con chó vô bươi vườn cây nhà mình đó. Nhưng mà mấy con gà nó chỉ phá thuốc của tía thôi,
Chứ vườn trái cây của anh Hai gốc lớn vậy sao nó phá được? Ấy, con ăn chưa no, con lo chưa tới rồi. Cái vườn nhà mình nó lớn quá, có nhiều người ta không biết á. Người ta tưởng là cái công viên, người ta dẫn chó vô tham quan du lịch á. Cái ta thấy trái cây mình nè, trái cây sạch á, không có xịt thuốc á, thơm quá người ta bẻ ta. Ông mà tiếc, tiếc làm mấy cái này á, bộ anh Hai không có ý kiến gì hết trơn hả? Trời, tiếc làm tôi bảo vệ vườn trái cây cho nó mà, nó mắc mớ gì mình ý kiến. Trời ơi, cái gì vậy? Sao tự nhiên cái máy tao đây nó kêu dữ vậy? Có trong người con có kim loại không? Người con làm có gì? Có kẹp gì không? Có cái gì đâu. Hay là trong áo? Cái quần nó cấn cấn. Trời đất ơi, đi đâu vậy? Đi đem hung khí đó ám sát tôi hay sao vậy? Trời ơi, chú. Sao mà mỗi lần chú gặp con là chú nói xấu về con hả? Đem qua đó làm cái gì? Con đem cái này á, là để ví dụ, nhưng mà chú có kêu con dặn ốc vít á là con dặn à. Còn không ấy á, bất quá chú kêu con mở đồ hộp á khó mở quá thì con mở cho chú luôn. Ba đồ quỷ thì khó ghê đó, con có lòng tốt vậy thôi chứ. Vậy hả? Cảm ơn chú. Hả? Cái máy này là máy dò kim loại hả? Máy dò kim loại chú làm luôn? Chú chế ra chú ơi. Hả? Con không ngờ là chú sáng dạ vậy luôn á. Ủa chú nghĩ sao vậy trời? Không, ý con nói là chú chế được cái này là chú hay lắm á. Quá hay. Thôi để chú đi dò ngoài giường coi có cái gì ngoài nó kêu không? Giúp bà nội, hiểu không? À. Tina. Ấy. Sao đi đâu tôi cũng gặp anh hết trơn vậy? Câu này là tôi hỏi cô mới đúng á. Đây là đất vườn nhà tôi nha. Ủa? Chứ ba anh có vườn làm thuốc, có luôn vườn rau hả? Chứ sao? Vậy mà đó giờ tôi cứ tưởng là ba anh chỉ là làm thuốc thôi chứ. Có cả làm nông sản đó ta. Nông sản là tôi làm. Tôi học kỹ sư nông nghiệp làm gì? Kỹ sư nông nghiệp? Ừ. Kỹ sư nông nghiệp theo tôi biết á là chỉ đứng chỉ tay năm ngón thôi, rồi coi kỹ thuật này nọ thôi. Vậy mà cũng phải làm hết luôn hả? Ừ. Nè, đâu ạ? À? Ê chết, cô Tina. Tina. Trời ơi, con gái gì mà hậu đậu vô duyên dữ vậy? Cái gì trong vườn của tôi vậy ông? Tôi đi tìm coi cái đứa tâm địa xấu xa đó gài bịn văn bẫy tôi cờ ra làm sao. Nếu mà nghĩ như vậy á thì sao không về trên thành phố ở đi? Ở đây làm chi? Cà khịa người ta rồi sanh ra tâm mình nó không được an lạc. Con gà chơi lớn sợ thế nào? Tưởng dễ hù thằng này lắm à? Rồi cái cây này cây gì giống gùi bu quá vậy? Mái giò kim loại. Ôi, lỗi thời rồi cha ơi. Sao lỗi thời? Bây giờ ai mà gài bẫy kim loại đó cho ông dò? Người ta chết là bẫy hữu cơ hết rồi. Ông dò tới sáng còn dính. Trời đất ơi, hồi xưa giờ nghe nói rau hữu cơ, có ai nói là bẫy hữu cơ là sao? Chứ cái trí thông minh của tôi nè, bạn học nhớ chưa? Tôi thông minh ghê lắm. Giờ tôi chết là vũ khí sinh học. Đó, vừa rẻ tiền mà vừa sát thương diện rộng. Ai mà uống vô vừa là dính rồi, không cần dò đâu. Vũ khí sinh học. Trời đất, già nó còn chơi dơ dữ cha. À. Thì đối ta chỉ là kỳ phụ địch thủ thôi. Thì nếu tôi có đưa phương án là chơi dơ cũng chỉ đấu cái dơ khác thôi. Không, tôi được văn minh lên thành phố giờ không có chơi dơ nữa. Tôi chấp ông giờ tới sáng rồi dính nó bảy nữa không? Anh Nghĩa à? Ông Tình à? Nhà đâu hết ta? Vợ chồng bác Tám à? Nhà đâu hết trời?
bắt ra giường. Làm gì vậy? Chơi game hả? Ủa? Chứ anh Hai không biết cái bản đồ này hả? Tía không nói cho anh biết hả? À, tía có nói. Tía nói là bẫy gà bẫy chó gì phải không? Đừng cho tụi nó vô phá vườn trái cây. Trời ơi, anh biết tính tía rồi. Tía nói vậy mình cũng tin được. Tin đâu mà tin. Hồi nào giờ tía đâu ủng hộ chuyện làm nông đâu. Cho nên tự nhiên giờ cái quan tâm vườn trái cây của anh. Anh nghĩ là tía nói chơi à? Nhưng mà cái chuyện đặt bẫy y như cái bản đồ này là có thiệt đó. Tía nói là đặt bẫy vậy là để cho người ta không có vô để bẻ cây bứt cành. Cái bẫy này ghê lắm nha. Đụng vô một cái hả là bị thương liền á. Mà sao tía quan tâm vườn trái cây của anh Hai với ta? Không lấy trái cây lên giá hả? Ơ, anh Hai ơi, coi chừng. Tina, Tina. Đứng lại. Con có sao không? Đâu à? Bẫy tôi cái chân của tôi bị chuột rút rồi. Ôi, chứ không phải chị bị trúng bẫy hả? Bẫy gì? Bẫy giùm tôi coi, bẫy giùm tôi coi. Trời, bẫy cái chân người ta đau muốn xỉu luôn. Thì đau mới hết chuột rút. Ta giúp không cảm ơn còn cầm ràm nữa. Thì ai biểu xuất hiện làm gì? Thôi xong rồi, hai người đi đi. Ừ, không được đâu. Chỗ này nguy hiểm lắm. Tôi cổng về cho. Thôi, tôi tự đi được rồi. Cái gì vậy? À, cái anh này. À, buông anh coi. Đi theo em nè, coi chừng trúng bơm bây giờ đó. Ủa, bộ vườn nhà anh ngày xưa là khu vực quân sự hả? Đâu có đâu. Trời ơi, chị nói gì chị ơi? Thì ba đứa đi chung thì có gì chết chùm thôi. Ê, đứng lại. Nhảy xuống liền. Bỏ xuống liền. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Gì vậy? Chị bị gì mà cổng vậy? Ừ, có bị chuột rút đi không được. Tôi nói tôi không sao rồi mà. Ủa mắc cười quá à. Chuột rút thì mình bẻ cái rộp cái là đi được thôi. Mắc mớ gì phải cổng chứ. Tại tía em văn bẫy. Bẫy gì? Thì tía văn bẫy đừng cho chó gà rồi vô phá vườn thuốc của tía. Em ơi, em cho chị xin lại con chó nha. Mới lụm bột. À, con chó này của chị hồi sáng chị làm lạc á. Nè, chó của người ta trả lại đi. Tánh gì kỳ lắm á. Tại anh Nghĩa nói tôi mới trả nha. Dám đụng tới trận đồ u bích của tía. Dạ con. Hả? Út Tình hả? Con gái thích vũ khí làm gì? Con sợ anh Hai bị mắc bẫy. Trời ơi, tài khôn khống à. Tía nói như vậy chứ tía có gài đâu mà sợ. Ủa sao tía nói với con là tía gài rồi? Con biết gắn bao nhiêu miền u bít trong cái khu vực này là bao nhiêu tiền không? Gần 500 trà lúa lần đó. Tía gào bằng miệng như vậy đó. Cho những ai mà có ý đồ muốn xâm nhập cái vườn nhà mình nè, người ta né người ta không dám vô. Chứ tía đâu có khùng đâu. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Tía đâu có thích nhất nhật. Trời ơi, tía làm con hết hồn mà. Con tưởng tía làm thiệt. Tía mà văn bẫy điện chết rồi lại đi tù của tía. Tía đẻ con nghe nghĩa. Không cần phải dạy khôn cho tía. Bác. Gì? Chỉ vậy thôi á mà ảnh dám cõng người con gái khác luôn á bác. Trời đất ơi, tính tha rồi giờ bị lại hả?
Vì nghiêng nào mà dám cõng cô gái khác trên lưng hả? Dạ, anh làm vậy con đau lòng lắm luôn. 2 tiếng đồng hồ phải đáng. Tiếng. Thôi, bác, con nói vậy á, cho anh biết được tâm tư nguyện vọng của con là anh cõng người khác á, con đau lòng thôi. Chứ đừng có phạt anh, tội nghiệp anh lắm. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan trì, y như vậy đi. Không phơi 2 tiếng đồng hồ, đừng nghĩ đến chuyện bước chân nữa nha. Anh Nghệ ạ, cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi anh Nghệ ạ. Im. Nghe mỏi tay không để em cầm. Hãy im. Em đi lấy nước cho anh Nghĩa uống nha. Khỏi. Em thấy anh Nghĩa đổ mồ hôi quá, thổi cho anh Nghĩa mát. Đinh. Cái chà, đạp đinh. Đinh đâu đạp? Trước cổng á. Ha, con, để cái đem cái này ra rà đi. Con nó nằm đâu, cái đinh nó nằm đâu ở ngoài đó. Cái đinh hả? Để con. Rồi. Đạp rồi đi rà chi nữa. Đạp rồi nói. Không ra đó thì mày ra đây đi. Để con. Duyên à, coi chừng nhà nha con. Tía ạ. Tía. Tía tính đi đâu vậy? Bữa nay quan tâm tới tía hả? Chứ sao? Đúng rồi. Con gái sắp sửa lấy chồng, sắp sửa làm dâu cho người ta, thấy thương tía nhiều hơn phải không? Thương lắm, thương lắm. Con nói thiệt với tía luôn á, nhiều đêm con ngủ con gác tay lên trán suy nghĩ vậy nè. Lỡ mà mai mốt á con làm dâu nhà người ta rồi, cái con bỏ tía ở nhà mình, không biết tía sống làm sao luôn á. Đúng là con gái thương cha mà. Mai mốt làm dâu nhà người ta rồi á, tía ở nhà một mình chắc tía buồn lắm á. Bởi vậy. Ô mà tía, nãy tía tính đi đâu vậy? Uống cà phê. Hả? Con thích ăn cái gì không? Tía ghé tiệm, tía mua về cho con ăn. Thôi, không ăn uống gì hết đó. Tía, không may chút xíu nữa tía hãy đi uống cà phê được không? Bạn tía đang chờ mà mắc mớ gì chút xíu nữa. Công việc của con đang chờ quan trọng lắm luôn. Có công việc? Nó ảnh hưởng tới cuộc đời con nè, ảnh hưởng tới tía luôn á. Quan trọng lắm. Công việc quan trọng? Dạ. Ảnh hưởng tới cuộc đời con. Uống cà phê tăng dốc. Quan trọng cứ đi. Tía ở nhà, giữ nhà nghe tía. Ừ. Con đi. Dạ. Ê nhưng mà tầm khoảng 5-6 giờ con mới về, nghỉ uống cà phê luôn nghe tía. Thôi bác. Ừ? Rau nhìn tươi đảo quá bác ha. Ừ. Biết sao không? Đi chợ á, mình đi sớm, mình lựa rau nó còn tươi. Mình mà đi chợ trễ cái người ta lựa hết, không còn đồ ngon để mình mua. À. Mà sao bữa nay qua đi sớm vậy? Rồi nhà con, công chuyện nhà con làm hết chưa? Dạ xong hết rồi. Giỏi vậy. Ba ơi, công chuyện nhà lặt vặt đó con quơ cái là xong liền. Giỏi dữ gì đó. Dạ. Ủa mà con qua đây con gặp Nghĩa chưa? Nó ở ngoài vườn á. Thôi con phụ bác chút xíu nữa con ra gặp. Trời ơi, cứ cho chuyện nhà có gì đâu phụ bây ơi. Con phụ bác cho bác vui. Má. Ừ. Anh Nghĩa. Má. Ừ. Anh Nghĩa đâu ạ? Anh đi vô góc
với cắt tỉa cành. Rồi em đi với. Thôi, em chỉ cần cắt cái viên của em là được rồi. Em biết cái gì đâu rồi đi theo. Em có làm gì đâu, thì em theo em lấy nước cho anh uống, rồi em che nắng cho anh. Trời ơi, con ơi con. Nó đi làm vườn, đi ra ngoài nắng nôi mệt lắm. Ở nhà đi, ở nhà phụ với bác nấu cơm nè. Rồi chút canh tới giờ ăn cơm, bưng ra cho nó. Dạ. Dạ má, con đi nha. Ừ. Chắc là chiều con mới về á, chứ con không ăn cơm đâu. Má. Nhìn cái hình rồi nè, con thấy con trẻ quá trời. Trời đất ơi, cái hình này hồi đời nào mà thấy trẻ. 20 năm rồi. Trời đất ơi, tưởng đâu vợ 20 năm mà không trẻ. Hả? Mà nghe nói con uống thuốc gì con trẻ phải không? Con trẻ tự nhiên chứ con uống thuốc gì đâu. Khỉ, trẻ tự nhiên cái gì? Da nhăn nheo hết mà hô trẻ trẻ nó quá gì. Nội, thời buổi giờ á, da mà có nhăn mình đi spa, mình làm căng da mặt là nó hết nhăn à. Ủa, có chuyện đó nữa hả con? Dạ đúng rồi, giống mấy bà chơi Sài Gòn đó, mấy bà lớn lớn tuổi, người ta đi căng da hết trơn, nó thấy không? Nhìn đâu có ai già đâu. Ha, nếu mà ngoài ở Sài Gòn á, má cũng được tiếng là mẹ của trưởng phòng thú y phải không con? Thôi, nó nói làm sao chứ, nội dưới quê, nội vẫn được tiếng là mẹ của chủ phòng khám thú y mà. Ờ, chắc là như vậy. Má. Gì? Má nói má được tiếng thơm vậy, sao má kêu con về quê hoài vậy? Má chỉ cầu có người mà hương khói cho ông bà thôi. Chứ nếu để bàn thờ mà nguội lạnh không có được. Má nói vậy là con hiểu rồi. Đừng có nói nữa. Con hiểu rồi hả? Dạ. Mà có làm không? Ôi, má cũng thông cảm cho con đi. Má thấy á, thành phố giờ vợ con ở trển nè, cái công ăn việc làm có đang yên lành. Tự nhiên con về đây ở không làm gì hết, con thấy mình vô dụng lắm. Ý con nói là má ở đây cũng vô dụng phải không? Dạ. Ê, trời đất ơi, con đâu có nói vậy đâu. Má thấy không? Giờ đó, con về đây, cái má kêu ở lại đây chơi với má, ở tới giờ luôn đó. Tưởng tốt luôn. Có đúng vậy không đó? Hay là ở đây rồi thuyết phụ con nhỏ để cho nó về trển với con phải không? Hay quá, 2-1. Rồi, rồi đây với má, con cứ yên tâm đi. Dạ. Vậy thôi, vậy con nhớ nghèo á, giờ con về thành phố thôi má. Đồng ý là con nhớ nghề rồi. Đúng rồi. Nhưng mà thiệt ra con còn nhớ vợ con nữa. Thôi. Trời ơi, cái gì cũng biết hết trời. Sao không biết? Là đẻ mẹ ra tao không biết hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, không đi kiếm chuyện gì làm, chị nghe ngồi hóng chuyện ngồi khóc mà. Khóc kìa. Con làm chung hết chuyện rồi. Con ngồi đây con không gió thôi. Mà giờ chú đuổi thì con vô. Mà chú. Ừ? Bây giờ con mới biết chú cũng là người sống tình cảm như vậy luôn. Được lắm á. Trời nó khoáng như rồi gì hết trời. Chưa con. Dễ thương lắm á. Ôi dạ. Duyên à, con dạ. Làm gì vậy? Dạ con dọn dẹp phòng của anh Nghĩa cho sạch sẽ, với lại con lấy mớ đồ đi giặt. Con à, đây là nhà của bác, ba cái đồ này để ngân tình nó giặt. Dạ thôi để con làm cho, con làm con thấy vui mà. Con làm con thấy vui hả? Dạ vui. Trời ơi, bây giờ hiếm mà có đứa gái như con á, siêng năng giỏi giang. Tía con hạnh phúc lắm nè, có phước lắm mới đẻ được con vậy. Ta nói mặt mày thì sáng sủa ha, vui vẻ ha, tánh tình thì dễ thương, tới nhà người lạ vậy tên ấy mà gom làm chuyện hết. Trời ơi, chẳng buồn Út Tình nhà này nó làm biến lắm con ơi. Trời ơi, nó bằng móng tay của con bác cũng mừng rồi đó. Má vậy? Má nói vậy là sai rồi. Chị Duyên á, ý chị muốn là ghi điểm trong mắt tía má thôi. Thôi cô thấy người ta tới nhà mình, người ta gom đồ, người ta giặt, người ta dọn dẹp không? Sao cô không biết làm? Dọn dẹp rồi giặt đồ, giặt đạc nè. Ai đời để chị dâu tương lai tới nhà chơi mà làm hết chuyện. Con mắc cỡ à? Con không ngại hả? Dạ bé không sao, con làm được mà không sao. Thôi con không thích dành công chuyện với người khác đâu.
Mà hả, con cô không thích ai kêu con làm nữa. Con thích là con tự giác làm thôi à. Chà, kêu mấy người như kêu đò, mấy người còn chưa làm mới là tự giác. Trời ơi. Thì tại con chưa làm chứ phải là con không làm đâu. Con Út Tình, bây giờ trả lời son sổn cho má phải không? Muốn ra phơi nắng không? Con có cãi đâu. Đó thấy chưa, nó dùng dằn không bao giờ vui vẻ hết trơn á. Nè, bắt chước cái chị Duyên kìa, lúc nào cũng vui vẻ, trên môi nở nụ cười kìa. Ồ, trưa nắng rảnh quá đi giăng nắng ha, tưng tửng hả? Ủa, trưa nắng cũng đi làm hả? Tôi làm nông, tôi phải làm ngoài nắng, không lẽ anh trúng mát sao? Hèn gì á, tửng hơn tôi. Nói về cái độ tưng tửng, không biết ai tửng hơn ai nghe. Nè, rảnh không? Làm gì? Bữa nào tôi với cô đi test thử cái tửng ha. Khùng hả? Tôi không biết sao mà bà nội tôi cứ khen hoài nữa. Già đầu như con nít vậy á. Có người kiếm chuyện với tôi hoài à. Thì cô coi lại cách ăn ở cô đi. Nè, trời nắng vậy nha, cô bỏ cái dù, xong cô kiếm cái bông bứt cài lên đầu, đẹp luôn á. Đi khùng hả? Thứ, đàn ba lơn. Thôi, đồ 208. Phần là con gái, chưa một lần yếu á. Anh Nghĩa, dạ. Anh Nghĩa đi làm có mệt không? Em nấu sẵn cơm nước sẵn rồi, anh chỉ cần vô tắm một phát là ra ăn thôi. Anh mà mệt em tắm cho anh luôn. Tôi đang về ăn cơm nè, đâu cần cô nói. Thôi đừng có kêu cô. Bộ còn giận em cái vụ mà bị tía phạt hả? Giận gì mà giận, tôi đâu nhớ gì đâu, mất trí hết rồi. Bởi vậy biết anh Nghĩa còn giận á, cho nên em chạy ra ngoài đây đó, anh Nghĩa vô ăn cơm cho hết giận nè. Anh Nghĩa. Gì? Chẳng hỏi chuyện này được không? Gì? Ủa, bộ anh Nghĩa với lại Thảo Nguyên có chuyện gì hay sao á, mà cổng người ta vậy? Bộ cổng là có gì hả? Chứ sao, mỗi lần em coi phim Hàn Quốc, hễ mà cổng cái là có chuyện à. Vậy thì bớt coi phim này đi. Là không có chuyện đúng không? Ừ. Chị cổng em đi. Em nhảy nha. Mình có mấy người sao mà phơi cãi nhiều dữ bác? Ừ, phơi nhiều chứ ăn cả tuần á con. Với lại tại vì bác làm ngon cho nên lối sớm nói mỗi lần làm á làm cho giùm cho người ta, cho nên làm vậy chứ mấy nhà ăn luôn á. À, hèn chi con thấy gì phơi vừa củ cải rồi vừa đu đủ rồi nữa. Ừ. Đu đủ là mắm tép. Vậy hả? Vậy tính ra mà mình biết nhiều thứ mình cực quá bác. Sao mà cực? Thôi thì mỗi ngày làm món cực chết luôn. Ơi, trái lại bác mà ở không người ta buồn, người ta bệnh nữa đó, có việc làm người ta vui dữ lắm luôn. Bác ngộ ha, con thì con khác bác. Khác sao? Con phải ở không. Vậy hả? Giờ ở không phải không?
thì tôi nhờ chút chuyện ha. Dạ. Thì ngồi đây canh chừng gà cho bác nghe. Trời ơi, mấy con gà nó lẹ dữ lắm mà khơ sơ sẩy mà ông để mắt tới nó là nó làm hư cảnh, nó làm đổ xuống đất hết đó nghe con. Bác cứ yên tâm để con xử tụi nó cho. Vậy ha. Quăng gãy giò hết chứ chẳng chơi. Trời ơi. Đuổi nó thôi. Dạ. Quăng làm quăng gãy giò. Trời ơi. Chết luôn. Nghĩa. Làm gì vậy? Đọc sách. Đăng tin mất chơi. Mặt đổ nhà cũng đi chụp nữa. Thôi, vậy mới có ý nghĩa. Vậy ha, mình chụp mình đăng lên cái người ta thấy hai tụi mình mặc đồ ở nhà, xong rồi ở chung nhà luôn. Em đăng chưa vậy? Xong rồi, mới vừa đăng xong luôn. Xóa đi. Sao hả? Em đăng lên rồi mất công người ta nhảy vô ta nói này nọ, anh không có thích đâu. Thôi, lỡ đăng rồi. Xóa đi. Người ta vô like rồi kìa. Đâu? Nè, được 5 like rồi nè. Ê, làm gì vậy? Xóa chứ làm gì? Thôi, Facebook của người ta tự nhiên à. Game xóa em không xóa, lì chi? Facebook của em là của anh đâu? Vô duyên à. Trời. Trời ơi, tôi nhờ canh cãi mà sao đi đâu mà để cho gà nó bươi rớt đất hết trơn kìa. Thôi chết bò rồi. Thôi chết. Tại anh á. Sao tại anh? Tại anh, giờ em bị chuỗi kìa. Dạ. Gì vậy? Thôi chết cha rồi, con gặp anh Nghĩa cái con quên. Thiệt tình luôn á. Cái đổ trơn trọi rồi. Thôi để con răng hốt con dục. Thế bậy nè. Con hốt dục. Ra ngoài hốt lên. Rồi trải ra phơi lại cho nó khô, cũng không được rửa nữa. Khi nào nó khô héo vậy đó, rồi mình trụng nước sôi lại mình mới làm, hiểu chưa? Ủa làm gì giờ mình phải hút mình phơi? Phơi lại. Dạ. Thiệt tình, cái chuyện gì cũng đòi làm, cái chuyện gì cũng đòi làm, không có chuyện gì làm được chuyện gì hết trơn trọi. Chà, hôm nay không mặc đầm nữa hả? Sao kiểu đàn ông gì cứ mở miệng là vô duyên vậy? Mà cũng ngộ ghê ha. Cô nói là không mưa tôi, không mưa tôi mà tôi đi đâu là canh me gặp tôi vậy hả? Anh nói gì? Nói vậy hơi bị chảnh đó nha. Quan tưởng. À, cứ cho là tôi quan tưởng tôi chảnh đi. Nhưng mà cũng đâu có sao đâu, phải không? Cái giọng cười cũng khả ố. Khả ố hả? Hôm nay trời đẹp ghê luôn á. Nè, cứ coi là tôi chưa thấy gì nha. Anh Nghĩa. Đi đâu à? Đi gom đồ giặt. Ai cho? Má ơi, má. Má đi chợ rồi. Nè, ê. Cái gì vậy? Gom đồ giặt. Ai trời. Quanh luôn đúng không? Cái đó của tía đó. Giặt luôn. Tự nhiên đồ người ta mà gom giặt cái gì? Để cho má giặt. Thôi để em giặt cho. Không có được. Em. Để đây cho má giặt. Ê. Nè. Nè. Để em giặt cho. Đồ của nhà anh để nhà anh giặt. Em giặt cho. Ôi em giặt kỳ lắm, không có được. Em thôi, giặt cho mà. Không có được, để cho má anh giặt. Em giặt cho. Để cho má giặt. Cái gì mà cái màn đung qua đưa lại vậy trời. Nè, có chuyện gì rần rần vậy mấy đứa? Dạ, hai đứa lại gì rần rần vậy? Bác, con muốn giặt đồ cho ảnh mà anh không cho con giặt. Con là con khoái giặt đồ lắm luôn á. Con cũng kỳ nữa. Để nó giặt đi có sao đâu. Thôi kỳ lắm má. Tự nhiên
chui vô phòng con rồi gom đồ, rồi gom luôn đồ của Tía kìa. Ê, ê, cái này là không được nha, phải giữ khoảng cách nha, chỉ giặt đồ thằng Nghĩa thôi, đồ của Tía phải để cho má giặt. Vậy con soạn đồ của anh Nghĩa anh giặt thôi ha. Nè, nè, má kỳ hả, con là trai tân mà. Trời ơi, nó giặt đồ thôi mà, chứ nó có làm gì đâu mà trai tân với trai tơ. Nhưng mà con người trọng danh dự và nhạy cảm, thôi, con không có chịu đâu. Trời ơi, ông thì ông ở dơ chúa luôn đó, có người giặt là mai rồi, bà đặt kén chọn nữa. Ủa, chị Nghiên à? À, Duyên. Hay hay, cái chân của chị hết đau chưa? À, à không có gì, tại vì hôm bữa chị bị dập bẻ, rồi anh Nghĩa ảnh bẻ cái hết đau rồi. Vậy sao bữa đòi cổng? Chị cũng biết nữa, chị đã nói là không sao rồi mà ảnh cứ nhất quyết đòi cổng chị à. Cái anh chanh nội này, tự nhiên nó đòi cổng người ta. À, Duyên ơi, chị với ảnh không có gì đâu nha, em đừng nghĩ gì nha. Em đâu nghĩ gì đâu, em chỉ buồn là từ nào giờ chưa được ảnh cổng. Thì chắc là tại vì em chưa có bị dập bẻ. Vậy bữa nào em tự bẻ giò em quá. Hả? Vậy nha chị. Bác Hồ. Gì? Ủa có chuyện gì mà sao mặt bác xệ vậy? Mấy ký cải hư hết trơn rồi, nổi bong bóng không có ăn được. Chết rồi. Vậy giờ sao bác? Thì đổ bỏ chứ sao. Thấy chưa, bữa ông nói con hốt con dục mà bác cứ cãi con. Không, ý nói là bác cứ cản con, không cho con dục. Làm bắt con ở phơi nắng nguyên buổi trưa hốt lên. Con sức kem trộn kỹ nắng, bác cứ bắt con phơi nắng vào đen da hết trơn trội, dở móc bỏ. Ủa bác, nhưng mà giờ mình sao? Mình có đi mua, mình cắt, mình làm lại không? Thôi, để con đi chợ không? Thôi, cảm ơn con. Bây giờ có mà đi mua đó ha, tự tôi đi ha, tôi lựa ha, rồi tôi phơi. Yêu cầu đừng có nhúng tay vô giùm tôi nha. Con xin lỗi. Nè, làm ơn làm phước, mai mốt đừng có tài lanh tài lẹt qua giành giặt đồ giùm tôi một cái nghe. Giặt đồ bỏ xà bông cả đống, xả không sạch. Còn bác có đồ có màu nè, sao không giặt riêng, dính màu tùm lum. Chết cha, em lại sai nữa hả? Tài lanh tài lẹt. Con à, con tên Duyên hả? Con có Duyên mà. Ôi trời. Anh Nghĩa à. Cái gì? Anh Nghĩa. Cái gì? Anh Nghĩa đừng có giận em nữa mà. Đừng giận em nữa mà. Anh Nghĩa. Anh sao dám giận em? Thôi mà anh Nghĩa. Em xin lỗi. Em lại sai nữa hả? Em chỉ muốn là xung phong để lấy điểm thôi, mà bây giờ rớt điểm luôn rồi hả? Người ta thì tay chân đỡ mà miệng, hoặc là mà miệng đỡ tay chân. Em cái gì cũng gây quả hết á. Anh Nghĩa cứu em với. Anh Nghĩa năn nỉ bác Năm giùm em được không? Em bây giờ đó, em đừng có xông vô nhà anh làm cái này cái kia nữa. Đúng là hồi nhỏ có hứa hôn mà anh có bỏ lễ đâu. Em không thấy thiệt thòi hả? Thì bây giờ anh qua bỏ lễ liền đi, em chịu liền luôn. Duyên ơi là Duyên, anh phải nói sao mới hiểu đây. Anh Nghĩa à, em bị dập bẻ rồi. Em bị dập bẻ rồi. Anh Nghĩa à. Anh chúc mọi người bị dập bẻ thiệt. Anh Nghĩa à, em bị dập bẻ thiệt rồi. Anh Nghĩa à. Kể từ nay anh không còn sợ cô đơn, vì đã có em ở bên cạnh.
mà nỡ lòng nào anh đuổi em đi. Trời ơi, ốc ác nó nổi rần rần. Gì vậy tía? Này, ngồi đây ca hát sao không vô nấu cơm cho tía, còn giặt giũ quần áo cho heo cho gà ăn nữa. Con đang mệt mà. Nói ra là than bả. Qua bên kia thì anh chị Tám khen là siêng năng, đụng chuyện gì cũng nhào vô làm, lau chùi là quét dọn là nấu nướng rồi làm cỏ, thậm chí là phơi thuốc luôn nữa. Về đây hở ra cái than mệt, đổ đốn rồi chảy nhớt ra. Tại vì con qua bển con học làm dâu nên con phải học làm. Còn đây con là con của tía rồi, mất cái mớ gì con phải làm chi cho mệt. Xong. Bởi vậy tôi nuôi nhầm cái thứ mà khôn nhà dạy chợ mà. Bởi người ta nói việc nhà thì nhát, việc của bác thì siêng. Bây giờ không có nói nhiều, nấu cơm hay là ngồi nghỉ mệt. Ủa chết cha. Ủa tía, tới giờ cơm rồi hả? Thôi, con qua đi chợ với bác Tám nấu cơm với bác Tám. Quên nữa. Bác. Con hứa luôn, con rút kinh nghiệm rồi. Con chỉ đứng con nhìn thôi chứ con không có nói hay là con lựa gì hết trơn, tội á. Thiệt. Tại con năn nỉ quá, bác mới cho con đi theo. Chứ như người ta ở nhà đi, đi theo chỉ cho nắng nôi cực khổ vậy, còn dướng tay dướng chân nữa. Tại vì bác nấu ăn ngon quá trời ngon mà. Con đi theo để con học hỏi từ cái khâu mà chọn nguyên liệu nè, tới cái khâu ướp gia vị rồi xong tới cái khâu nấu xong lên mâm luôn. Trời ơi, qua nhiều giai đoạn là cực lắm đó nghe. Học là phải lâu lắm à. Trời ơi, lâu bao nhiêu con cũng chịu được hết á. Vậy ha. Dạ. Ừ, vậy thì đi. Cái thằng Binh là thiệt tình. Làm cái gì mà điện nó không có bốc máy là sao trời. Ê chà, ý à, đồng coi nó bắt đầu nó lên rồi nè, đó. Bởi vì tôi nói, lên lửa rồi con. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy? Sắc thì táo, sắc thì nó mỏng dánh ăn chết luôn à. Bởi vậy trời đất ơi, người ta đánh dưa leo bà sắc táo rồi bà đem lên mặt bà là sao? Đắp táo nó nhiều dưỡng chất hơn. Trời ơi chết rồi. Ủa, nãy giờ không ăn hả? Bà bốn miếng làm sao á? Trời đất ơi trời. Bác ơi, bác ơi. Gì con? Sao nhà mình ít người mà mua chi nhiều dữ không bác? Trời ơi, cái tật của bác á, mỗi lần đi chợ là tao mua ăn 2-3 ngày, thành thử tao mua nhiều để dành mà. Ủa kì vậy? Sao ngày nào mình mua ngày đó cho nó tươi với lại nhẹ vỏ nữa bác? Trời ơi, bộ sách nặng lắm hả con? Dạ nặng. Bởi vì tao nói học nấu ăn nó cực kỳ lắm. Mới sách có chút xíu rồi thăng nặng, thăng nhẹ rồi sao học nấu ăn nổi. Giờ nặng quá tôi khỏi học nghe. Ê không, học chứ. Ba này nhẹ hiều. Nhẹ hiều thì sách đi con. Dạ. Thần ơi, con suy nghĩ cái gì mà căng thẳng đến cỡ tàng hình thế luôn vậy? Dạ, con trầm tư với căng thẳng đâu tía. Sửa lưng nữa, trầm tư căng thẳng cũng giống nhau. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Dạ không,
Tại con muốn tặng quà sinh nhật cho bà nội mà con không biết tặng gì. Sao tự nhiên nay có hiếu đột xuất vậy? Thì mua giấy tiền vàng bạc đốt thôi. Con nằm mơ thấy nội hay sao? Dạ không, ý con là con mua tặng người sống. Bà nội là bà Hai á, tại sắp tới sinh nhật bà Hai. Bạn không nói rõ. Dạo gài á, tớ thấy bà thân với bà nội Hai dữ nha. Sinh nhật cũng được mời luôn nha. Dạ thì tại nhà bà Hai đơn chiếc, rồi mấy công chuyện cần đàn ông á, anh rỡ con qua con phụ cái thân luôn. Thì tớ nói gì thôi chứ mấy tớ nói gì đâu mà tự nhiên khai trình bày dữ ha. Có tịch rục rịch ha. À đâu có đâu tí. Tí. Ừ. Theo tí nghĩ thì người già thích như là cái gì? Sức khỏe. Cái đó sao con tặng được? Được. Sớm mời á, tí bốc mấy thằng thuốc bổ. Con đem tới con tặng cho bà là được rồi. Tí giỡn hoài. Con đem thuốc bổ con tặng bà tưởng là con trụ bà bệnh cái bà dí con chạy không kịp luôn á. Không có đâu, chủ yếu là tấm lòng mà. Nhưng mà tùy con thôi, thì tí gà ứ vậy thì bà không chịu thì nó có cách gì đâu, bà cứ tờ làm cho bà đi. Dạ. Không biết cưng. Trời ơi, bữa nay chắc trời bão quá nội. Ủa là sao nội? Chị chủ rất đài cho con luôn á. Đúng rồi. Biết sao không? Hôm nay trà ngon, chị khoe cái cưng á, uống đi. Trà sen hả nội? Số 1 quá cà. Nội á, là nội thích mọi thứ liên quan tới sen. Trà sen nè, bông sen nè, ngó sen, gỏi sen, hộp sen. Và đặc biệt nhất là con sen. Chủ ơi, chủ à, chủ à. Ây da, ôi trời ơi. Ôi đất ơi, con sao vậy? Thì chủ, có sao không? Chủ, sao vậy con? Trời ơi, con bé này như tính như sợ luôn. Sắp ăn cho đêm của chị tới nơi rồi, còn hỏi chị có sao không? Trời ơi, thì đau đâu nói đây cho người ta biết đi, nhanh nhanh đi con. Rồi. Sao? Con sắp chết. Con đau ở đây nè. Đau đó, ừ rồi. Con đau ở đây nè. Đau đó nữa hả? Ừ gì vậy? Con mắc ở. Nhưng mà con đau lắm nội. Trời ơi, chị đau tùm lum tùm la vậy á, rồi biết bệnh gì? Con hay là con đi qua ông thám tàng coi. Con coi ông có nhà không, mình chở nó qua cho ông coi, ông chị nó coi. Dạ dạ, để con đi liền nội. Ê dạ. Trời ơi, đi vô trong buồng lấy cái máy điện thoại cho bà. Thời buổi nào rồi chứ hả? Rối quá con quên. Từ từ. Dạ, dạ. Con. Quen ơi, dạ, con người cứu quả Huyền ơi. Dạ là bà ráng chút đi. Nó quạt. Từ từ. Ôi sắp chết rồi. Không có chết đâu. Chứ chắc bị con quên có thầy của bà. Dạ lỗi lắm. Ở bên đâu ai? Bên. Bên. Dạ. Ra biểu. Dạ. Nè, kẻ bay ai về quê à, chứ không có đi làm ba cái chuyện tào lao nữa nghe chưa. Mai con lên trường rồi ba. Lên trường làm gì? Chủ nhật lên trường làm cái gì? Con đi trả nợ môn. Trời ơi, trời ơi, không đi học cái gì mà thi lại hoài vậy con? Chừng nào mới ra trường? Thì con thi xong, con thi đậu thì con ra trường. Trời đất, học hành kiểu bị chết rồi. Cho một chút bình yên đi. Hở chút la con, hở chút la đó. Vậy không la sao được? Con cho con xin phép ba má, con lên con học bài nha. Bực cái thằng này ghê. Con nó lớn rồi, chứ nó nhỏ nữa đâu. Dạy con từ từ mà nói. Hở chút là ông la, hở chút là ông la. Ủa nó lớn vậy tôi nhỏ. Nói gì?
Rồi, không có gì đáng lo đâu bác hai. Mạch của cháu cho thấy là nó bị viêm loét bao tử thôi. Con chỉ cần bóc cho nó uống liên tù tì 5 ngày thuốc là hết à. Con á, bao tử á, là kỵ ăn ớt và kỵ uống nóng. Nội, con sắp chết rồi. Nhìn qua ánh mắt của chú Tám là con biết con bị nan y rồi. Chú Tám không có muốn nói ra thôi. Khi mà con bị viêm loét bao tử á, là nó ảnh hưởng nguyên cái đường tiêu hóa. Cho nên nó ê ẩm ở đoạn này là nó mắc ói thôi chứ ê bình cả người hồi nào. Chú đang nói dối nội con mình. Con mà bị đau bao tử á, con đau có gần cái cung rúng à. Đằng này á, con đau đầu nè, con đau màng nhĩ nè, con đau cái cuống cổ nè, con đau nách nè, con đau tai, con đau bụng nữa nội. Trời đất ơi, bây giờ á, bay là lương y hay là chú Tám lương y? Nếu bay giỏi gì bay tự bắt mạch cho bay đi. Khi con bị viêm ruột già là con dễ có cảm giác mắt buồn đi. Trời ơi, nhắc chi vậy trời? Đó đó nó đó, đó, đó. Ủa rồi chạy đâu trong đó? Buồn của tao đó, cái buồn của Út Tình đó. Trời ơi, trời chi. Gì vậy? Trời đất ơi, chú Tám ơi, không hiểu gì hết. Chú nói là tôi tin vậy mà. Con này thiệt tình, có ít tôi xích ra tùm lum, không phải không nữa. Đây tôi phụ cho. Ô, cảm ơn nha. Lan nữa hả? Chứ cô tưởng là ai? Đang mệt, coi như cho ổng cơ hội làm người tốt vậy. Đâu gì đâu. Đây à, sao bây giờ con mới chịu nghe máy vậy? Con đang có công chuyện của con. Mà ba mẹ về trước đi, con về sau. Cái gì? Một tiếng nữa mà con không có mặt ở nhà thì đừng có trách ba đó. Ba mẹ về trước đi, con tự lái xe về sau. Dạ nhân ba. Nè nè nè. Trời đất ơi, con cái thiệt là cứng đầu. Không biết giống ai nữa trời. Nó giống ông chứ giống ai. Nó chưa về hả? Táo bị gì không ăn? Ấn tượng về táo vẫn còn. Thôi, bây giờ tôi với ông về trước đi, để má trông đó. Thằng Bình nó nói về là nó sẽ về mà. Đi. Giúp cô trách tôi đó hả? Đúng là mơ mắt quán mà. Nè, biết mần gà không đó? Gì? Mần gà hả? Ba này dễ ợt. Nhìn cô là biết ăn là giỏi, bắt gà không được đó là mần. Đúng là tiểu thư. Tiểu thư gì? Tại trên Sài Gòn á, người ta có sẵn rồi, chỉ mang về nấu thôi. Chứ nãy hả, tôi bắt lần, nấu thử lần,
Từ sao tôi biết hết á? Biết hết hả? Đồ tiểu thư. Chắc nổ miếng cả. Đâu? Đâu vậy? Ừ. Nay đỡ không con? Nó còn rim rim á. Rim rim. Ừ thì nói vậy thôi, chút chút vậy có sao đâu con. Ủa nội 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 nội. Hả? Đấy không? Hình như chú với cô về hay sao á? Vậy mà tao cứ tưởng là năm nay nó lại không về nữa chứ. Trời ơi, nó nói sao vậy? Sinh nhật má mình mà không về là bất hiếu lắm á. Mày kìa, ăn nói gì mà tao lao chi đế vậy con? Sao sao? Tao mới nói đỡ đỡ. Tụi má con mới về. Hai đứa về rồi ha con. Dạ, tụi má con mới về. Vô con, vô, vô. Hả? Dạ. Đi chạy ra ngoài lấy đồ, lấy đạt, lấy quà cáp vô con. Dạ. Ừ, vô con. Dạ, đi đường mệt lắm con. Dạ. Nhớ đi, phải ra thượng lát rồi cơm nước sao. Dạ, má biết thì sao không? Đáng lẽ là vợ chồng con về sớm đó. Mà tính đợi thằng Bình nó về chung. Rồi Bình đâu? Nhưng mà cuối cùng nó kẹt công chuyện nên nó đâu có về cùng vợ chồng con được. Nó về sao? Vậy? Dạ, làm vợ chồng con về trễ. Không sao, về sao trước cũng về. Gì vậy? Sao con? Ủa? Đồ đạc đâu không đem vô? Trời ơi, con phải công nhận là cô chú đẻ được đứa con gái biết nghe lời dễ sợ luôn á. Con kêu nó đi ra ngoài nó lấy đồ nó đem vô cất, cái nó làm liền luôn à. Ủa gì đi, con là ở đợ hay là bà chủ? Con là chủ. Hả? Con tên chủ. Bị cái số kiếp của con nó rơi vào ngôi sao mang tên ở đợ thôi. Nhưng mà chú đừng nhìn con nhánh mắt đó. Này là Nguyên nó muốn làm chứ con không hề ép nha. Thôi con, nó mới bệnh hoạn cho nó nghỉ ngày đi. Má nó xuống tiếp với cái gái đi, hai mẹ con làm đi ha. Dạ. Ừ, làm bữa ở đỡ đi con. Dạ, để con xuống thay đồ rồi tiếp Nguyên. Ừ, rồi, ừ, xong. Ừ, ừ. Má cần gì thì nhờ anh Sở anh giúp má nghe, anh làm cho má. Dạ, đó, rồi cô xuống dưới cô muốn làm gì cô làm đi. Nội, công nhận hôm nay sinh nhật nội á, cái con được hưởng ké luôn. Giờ con ngồi một chỗ lát hồi con ăn chực thôi, đỡ khỏe. Biết ngay mà, có phần hết á con. May là ăn chực là số 1. Chuyên nghiệp. Chú, bắt nước uống tự nhiên như thế này. Cái gì? Trời ơi, có mấy bộ đồ mà làm như là mấy chục ký khiêng kìa. Coi như bà già 80 gì đó, rượu rã xương cốp hết á. Trời ơi, giặt hết đống nọ này là hư hết bộ móng tay của con rồi má ơi. Thời buổi gì mà còn không mua máy giặt nữa má, mua máy giặt đi. Tía mày cho mua à. Nè, đi phơi đồ đi, rồi phụ với tôi nấu cơm. Thôi, còn sớm mà, bây giờ má cho con đi làm lại móng tay đi. Xong rồi cái con về, con phụ má nấu cơm nha. Trời đất ơi, cái móng tay còn đẹp vậy đi làm gì? Mới làm tuần trước à, đi làm đi cho tốn tiền. Nhưng mà tuần trước thì con giặt đồ cả tuần rồi, xong rồi nó hư hết rồi thì giờ con phải đi làm bộ mới chứ. Trời ơi, con gái con đứa tối ngày lo làm đẹp, không có làm gì trong nhà hết trơn. Bởi vì tía bà chửi là đúng quá mà. Vậy là má cho con đi rồi á nha, con đi nha má. Nè con tháo đồ. Thiệt tình à, nói cho đã con đi để tôi phơi à. Trong nhà này cái chuyện gì cũng tôi, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng tôi hết trơn. Bởi ông bà mày nói đúng lắm mà. Con hư là tại mẹ, chiều quá đi hư hà. Ây da! Trời 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 đất ơi! Bộ móng tay của tôi hư hết rồi! Anh đi nắng cái gì hả? Lại là cô nữa hả? Cô có sao lưng cô lũ lũ tới, sao tôi biết được? Bây giờ bộ móng tay của tôi hư hết rồi, anh tính sao đây? Không ấy, cô lên xe tôi chở cô về nha. Cô như lấy công chuộc lỗi. Tôi không có mượn. Bánh đã đẹp mà quà còn đẹp hơn bánh. Đáng lẽ là má phải viết cái tên thiệt của má đó. Không lẽ cứ tự như cái bà nội. Mấy đứa nhỏ nó làm thì để làm thì để nó làm đi. Trời đất ơi là trời.
Không biết là hôm nay sinh nhật bà nội nên là sinh nhật của Minh Chủ nữa à. Có ăn mặc kìa. Trời đất ơi, rồi bông giấy rồi gắn đầu nữa. Thôi kệ nó coi, nó thích mặc cái gì nó mặc cái ngay. Bình, đố này cày đi con. Dạ, dạ, dạ. Đây, à, con. Thổi đèn đi, cầu nguyện. Con chúc mừng sinh nhật má. Cảm ơn con. Happy birthday nội. Con chúc sức khỏe. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Bây giờ là cuối quà. Bây giờ là gì gì vậy? Ai mà để mấy cái này đi thùng quà to nhất của tôi vậy? Dạ dạ dạ. Trời ơi, nó xẹp cái thùng của tôi. Đó má, con tặng mong món quà dữ dội lớn. Cảm ơn con. Dạ má mừng vui rồi đi. Má mới thấy là cái quà này giá trị nó tương ứng với lòng hiếu thảo của con dành cho má. Rồi, cảm ơn con, cảm ơn con nhé. Nội ơi, con tặng nội nè, con chúc nội á thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn quà của con. Dạ, má. Ủa gì hả? Dạ. Trời ơi, cuối cùng cũng có người biết được ý thích của má. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ nội. Gì kì? Cái món quà nó bự to đụng tốn biết bao nhiêu tiền không? Không kìa khui ra cầm bông chí rồi nghĩ nghĩ là sao? Có đeo quá đi. Ai mà bắt chước tôi vậy? Mới giờ tôi bắt chước cô. Bây giờ mời mọi người vô tiệc. Đây 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 nha. Nhưng mà khui. Trời đất ơi, không chịu khui quà. Để ngồi đi cho con. Đeo cái này lên nữa. Rồi, coi. Xong chưa? Nhớ khui quà nha. Quà tôi bự lắm á, trúng liền. Một lát nữa lại vui. Bây giờ mời tụi con cầm đũa lên. Dạ. Dạ. Rồi. Con mời cả nhà. Rồi. Mời má. Cảm ơn con. Má thích ăn ngó sen này, rồi gấp ngó sen cho má đi. Mà nó cứng, vì ăn tôm này nó mềm. Con này cho má. Con mời nội. Rồi, cảm ơn con đó. Mà đáng lẽ ra đó má, là có rượu ngoại đó đó, tôi gửi tao mua rồi, bà hối quá đi, là ra không có đem theo. Quên á thì chịu quên đi, mày đặt đũa thừa cho người ta. Đồ cơm lên đây thì cũng nó uống, chứ má đâu có biết uống đâu. Phải dạ. Không? Mà, rồi, rồi, rồi. Thích sen biết không? Gắp ngó sen cho bà. Rồi, gắp ngó sen. Có sen thì ngó sen, đó. Ngó sen. Trời ơi, trong đầm gì đẹp bằng sen mà con. Nè, theo dùng đi con, nè, mở hết tất cả tụi con. Ngon không? Đồ má tôi nấu dĩ nhiên là ngon rồi. Dĩa vậy mà dành với mình có miếng thịt tại tôi thích đó. Ăn đi con, ăn đi, ăn tiện đi. Giúp gia đình em tấm hình nha. À, đúng rồi. Mình chụp hình dạ. Nha nội. Cảm ơn anh. Mình chụp hình nha mọi người. Dạ. Như sao bà nội nè. Rồi, chuẩn bị nha. Rồi, mọi người nhìn đây nha. 2, 3. Dễ thương lắm rồi. Nữa nha, đưa lên nè. 2. Các con có thể về được rồi. Good night, Miss Nguyên. Okay, goodbye everyone. See you tomorrow. Chào cô. Chào cô về. Đi từ từ, chạy coi chừng chó dí cho mấy đứa. Nói. Con phải công nhận với nội một điều nha. Con Nguyên nó đẹp ngườm, nó đẹp nết nữa. Nó là tiểu thư Sài Gòn mà dám về với quê mình
mở lớp dạy học miễn phí cho mấy đứa nhỏ nữa, dễ thương hết sức luôn á. Trời ơi, thì nó giống tao, nó phải vậy thôi. Giống nổi. Hai người đang nói xấu gì con đó? Không hề luôn á. Nãy giờ tôi nói tốt không luôn đó. Đúng rồi, con kéo ghế ngồi gần nội nè. Dạ nội. Nội thăm này chị nè. Rồi đây con. Cháu thì dễ thương không? Nè, nội hãy thăm con nha. Dạ. Bữa nay bữa đầu con khai giảng lớp học, vậy chứ có thuận lợi không con? Dạ, mấy đứa nhỏ nó học ngoan lắm. Mà con á cũng vui nữa nội. Chàng ơi, được vậy hả? Dạ. Vậy là mừng lắm, chúc mừng con nha. Con cảm ơn nội. Không có gì. Cái gì đó? Ba má. Chị dạy học nữa đó phải không? Bà nó nói con là không có được dạy cho tụi nhỏ mà. Má mới về. Ba à, mấy đứa nhỏ ở đây nó thiếu thốn đủ thứ hết trơn á. Với lại khi nào con rảnh thì con dạy tụi nó, vừa học vừa chơi, có mất mát gì đâu ba. Nhưng mà dạy học thì phải lấy tiền, rồi không lấy tiền thì đi về Sài Gòn cho ba đi. Sao ba cứ bắt con về Sài Gòn hoài vậy? Thôi mà ông, con nó lớn rồi, nó muốn làm gì thì cứ để nó làm đi. Nó có làm gì sai trái đâu mà cứ cản nó hoài. Giờ con nó đúng á. Giờ nó đủ lớn rồi, nó quyết định công việc nó thích thì nó làm. Mà nó làm đó, nó biết phải chịu trách nhiệm cương vị của nó. Má má ủng hộ nó đó con. Nó làm chuyện đúng mà con. Cảm ơn nội. Trời ơi má ơi. Con của con nuôi ăn học vừa mấy năm trời rồi. Trời ơi, giờ nó tự đi dạy miễn phí là sao? Dạy lấy tiền thì con cho dạy, nếu không về Sài Gòn làm đi. Với lại như vậy, đó là con của con à, nói là phải nghe là ba. Vậy là má là nhà. Má của con, má nói con phải nghe. Hứa cái gì? Ủa thằng Bình đâu rồi? Dạ, Bình con thấy hồi sớm nó xách cái máy ảnh nó đi rồi. Ờ, thêm một thằng đó nữa đó. Rồi, đẹp lắm. Tạo dáng đi. Thấy không? Thiệt. Rồi nè, đẹp đẹp nè, giữ yên. Giữ yên, giữ yên. Dán tóc lên nè, dán tóc lên. Rồi. Rồi, đổi kiểu. Đẹp lắm, đẹp lắm. Anh bơi xích vô đi để em lên coi hình. Nè, đứng đó đợi tôi lên coi hình đó nha. Ê nè, đứng lại coi. Đứng lại. Gì mà đi luôn vậy? Ủa thì tôi chụp hình cô xong thì mạnh cô đi, mạnh tôi đi chứ. Ít ra thì anh cũng phải cho tôi coi hình chứ. Tôi coi hình đúng không? Ừ. Là đây. Thôi ít thôi, chụp hình chuyên nghiệp đó. Cũng được. Ê, về gửi hình cho tôi nha. Ủa mắc mới gì tôi phải gửi hình cho cô? Tôi chụp xong rồi, tôi xóa rồi tôi còn đi chụp chỗ khác nữa chứ. Vô duyên thiệt chứ. Anh bắt tôi ngồi dưới giường, tả dáng đủ thứ kiểu hết trơn á. Nắng nơi gần chết vậy nè, giờ anh nói xóa hình là sao? Gửi gì? Muốn lấy hình đúng không? Ừ. Điện thoại đây. Làm gì? Thì tôi kết bạn Zalo tôi mới gửi hình cho cô được. Nhanh đi. Xong rồi đó. Chừng nào về tôi gửi hình cho. Biết điều gì tốt á. Đi đi. Yeah, yeah, I'm fine. So, and you? Oh, I'm okay.
Yes. Anh nghĩ à? You mean it? No. So how your job? Just as so. Hello. Hey. Hello. Is this your girlfriend? Oh, no. She's my neighbor. Em đâu có chân bò. Ý anh nói em là hàng xóm, chứ ai nói em chân bò. Yeah. Sớm. So thank you. À, nè. Ngồi chơi nha, anh nói chuyện với bạn chút. Thôi cho em nói với. Ngồi chơi đi. Nói chuyện với bạn ngồi đi. Fine. Oh, I am busy. See you later. Yeah. See you later. Bye bye. Cười gì vậy? Đâu tao cười gì đâu. Em sực nhớ là em có chuyện phải làm. Em về. Bị gì trời? Tự nhiên qua cười hề xong cái đi về. Tẩn thiệt. Nãy nhớ là đem ra đầy đủ sách mà ta. Sao thiếu một cuốn vậy? Em uống nước đi. Mà em muốn học anh Giang thiệt hả? Em qua đây em xin học anh văn thiệt chứ em có giỡn hồi nào. Chị hỏi thiệt nha, sao em muốn học anh văn vậy? Thì thôi mày đặt suy nghĩ hả, kiếm cớ hả? Nhìn cái mặt đó là chị biết rồi. Mày đạt học anh văn anh ơi, để đi nước ngoài là mới đỡ chứ gì. Chị chủ nói gì kỳ vậy? Kỳ hả? Quên là không phải ai cũng có năng khiếu làm ở đời với chị. Nhắc tới năng khiếu làm ở đời mới nhớ, ngoài năng khiếu mình cũng phải có trách nhiệm đúng không? Nhờ chị vô trong, chị xếp đồ. Trách nhiệm nè, đứng lên là xếp ghế vô. Ghê không? Em đừng buồn chị nha. Chị như vậy á, chứ tính dễ thương lắm. Đất ơi, có đau buồn em biết tính chị mà. Chị vậy chứ chị khùng khùng. Chị dạy tiếng Anh cho em đi. Vậy thì mai bắt đầu học luôn nha. Yeah. Vậy em về em chuẩn bị tập vở rồi, ngày mai em chạy qua nha. Ừ. Cảm ơn chị. Happy là vui. Vui là vui. Buồn là sát là buồn. Cười là sờ mi le là là sờ mi le nè. Còn khóc là cà ri là khóc là không có chuyện gì mà khóc vậy con, chuyện gì vậy? Ai yêu đương rồi giận hờn rồi gây gỗ rồi khóc lóc bay cái thằng Nghĩa đó thiệt, hở ra là gây gỗ. Bởi vì ta nói đó, chén ở trong sống còn khua, yêu thương nhau là mới biết nhường nhịn với nhau. Việc gì mà mình khóc lóc rồi gây lộn rồi về đây làm phiền vậy? Thôi nha, tí đừng có trù con với anh Nghĩa cãi lộn nha. Vậy mắc mớ gì khóc? Người ta đương học tiếng Anh chứ bộ. Đương học tiếng Anh là cà ri là khóc á, còn cười là là sờ mi le. Ôi
học không vô thì dẹp đi. Ở đó mà học không nổi cái khóc. Ủa ai nói tiếng con học không nổi khóc hồi nào? Cái đó là con tượng hình thôi. Con khóc là con tượng hình để con nhớ là khóc là cà ri. Còn mà cười là cười, là smile là con tượng hình để con nhớ. Học vậy dễ nhớ. Bay học tiếng Anh, tiếng U chi hả? Trời, bởi vậy tiếng không biết gì hết trơn trời. Ha, một người đàn ông mà học cao hiểu rộng là phải có một người phụ nữ xinh đẹp ở kế bên. Con xinh đẹp là có thừa rồi, thông minh thì dư rồi, nhưng mà tài giỏi thì chưa. Chưa thôi nha, chưa thôi, bây giờ sẽ có nè. Đó, người ta nói là muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Bây giờ con tự học, con học để con xứng tầm với Nghĩa. Theo tí nghĩ nè, con qua bển làm dâu làm vợ là học tiếng Anh tiếng U tiếng chi chứ mệt gì. Phải học là công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, qua bển làm dâu cho nó đàng hoàng, cho hãnh diện tía. Trời ơi, mấy cái đó là con có thừa rồi. Tam tòng tứ đức của tía nói là con có thừa rồi. Trời ơi, con là người phụ nữ Việt Nam mà. Nhưng mà cái vụ mà tài giỏi là con chưa, cho nên con bây giờ con phải học. Nói tiếng ngà ngà, mày mốt á, con giỏi rồi he, con với anh Nghĩa là vương tầm quốc tế luôn. Xong rồi tụi con đi ra nước ngoài cưới nhau, đẻ con đẻ cái ở bên nước ngoài luôn. Sao con biết thằng Nghĩa nó vương tầm ra thế giới? Thôi, nè em bữa nè, con qua bển á, cái con thấy ảnh nói chuyện điện thoại với bạn của ảnh người nước ngoài. Con nói tiếng nghe nha, có bạn người nước ngoài là thế nào cũng có công việc ở bên nước ngoài, có công việc bên nước ngoài là thế nào cũng đi qua bên nước ngoài. Mà anh đi đến nước ngoài là con phải theo ảnh qua bển. Mà con theo ảnh qua bển con không biết tiếng Anh là con chết. Con phải học tiếng Anh để con qua bển với ảnh. Tiếng nghe con nói à, tiếng cũng mừng. Tiếng cũng cầu chúc cho hai con à, mau vươn tầm ra thế giới. Thôi tía mới đi công việc về tía mệt quá. Dạ. Đôi bụng đó, mà dọn cơm cho tía ăn. Chưa trật rồi. Thôi chết chào tía ơi. Sáng giờ con lo học tiếng Anh cái con quên nấu cơm rồi. Không mấy tía nấu cơm giùm con được không tía? Trời ơi, lo vươn tầm ra thế giới mà không chịu nấu cơm. Nè. Dạ. Để biểu coi. Chú chờ con chút đi, con đem đồ ra xe con hoành vô. Cái con nhỏ này, chú biểu con làm cái gì? Thì ừ, làm đi đã rồi cái đó đem ra sao cũng được ha. Nói, con á, con làm công chuyện là phải làm cho xong mới tính tới chuyện kế tiếp. Cái đó là nguyên tắc ở đợ của con. Trời đất ơi, ở đợ cũng có nguyên tắc nữa. Nhưng mà con nên biết nha, ở nguyên tắc ở đợ là phải nghe lời chủ. Đó, ra ta kêu ở lại đây thì phải lại đây chứ. Đại biểu. Ha. Sao chú? Ở đây á, chăm sóc bà nội đó nghe chưa? À, có cái gì điện thoại cho chú liền nghe không? Chú. Giả bộ mình có một cái câu dặn dò nào đó nó hay hơn, nó văn vẻ hơn không chú? Chứ lần nào chú về đây á, chú cũng dặn con có nhiêu đó à. Con nghe ghét con thuộc lắm luôn á. Thuộc làm phải làm cho tới chứ hả? Thuộc mà dở hơi là chết à. Dạ, con sẽ làm tới nơi tới chốn, chú cứ yên tâm mà về Sài Gòn làm việc. Má thiệt tình. Dạ thưa má, vợ chồng con xin phép về lại Sài Gòn nghe má. Ừ, dạ. Về đi. Ừ, thưa bác con đi. Ừ, nghe nè, con. Dạ. Nhớ về tới rồi tin xin cho má biết nghe. Dạ. Ở đây phải lo giữ gìn sức khỏe, chứ không mà bắt lên Sài Gòn đấy nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Ừ. Ba má đi đường cẩn thận nha. À, thưa bác con đi. Má đi. Anh nghe nè. Nghĩ đang đâu ạ? Anh đang ở vườn rau, có gì không? Em tới liền. Nè. Nghĩa à? Ừ. Anh xong công chuyện chưa? Chưa, mà có gì không? Em muốn anh Nghĩa phụ đạo tiếng Anh cho em.
Em muốn học tiếng Anh hả? Thì em muốn anh Nghĩa dạy tiếng Anh cho em. Thì ra là em ăn cắp cuốn sách này của anh đúng không? Không có, em mượn về em đọc. Làm có hiểu gì không? Hiểu chích liền. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về động từ. Động từ thường theo sau chủ từ trong một câu trần thuật. Nó thường cho biết. Ôi da, sao đánh em? Tập trung vô. Rồi, cười. Và chú ý nè, là mọi câu trong tiếng Anh đều phải có một động từ. Động từ có thể là một... Mặt anh dính gì hả? À, đâu có. Tập trung vô đi. Anh nghĩ đẹp trai quá. Ủa? Chú Duyên mới qua chơi hả con? Dạ bác. Ừ, anh nhà khỏe không? Dạ khỏe. Nói bác Tám gọi là thăm nha. Dạ. Con qua đây đâu phải chơi đâu. Con qua đây là nhờ anh Nghĩa dạy con học anh văn. Chàng đét ơi, hai đứa sau này là một. Có cái gì liên quan tới chữ Nghĩa, anh Nghĩa con dịch cho. Học chi cho mất công không? Tía, con là con, Duyên là Duyên. Tự nhiên cứ gom vô là một. Ờ thì con học vậy cũng chịu khó cũng tốt lắm mà. Dạ. Dạ, thời buổi nào mà tìm đứa chịu khó như con thiệt là hiếm luôn đó. Con á phải dạy em tận tị vô nghe. Dạ con biết rồi. Anh Nghĩa của con á giỏi tiếng Anh dữ lần lắm. Con cố gắng học những cái gì mà anh dạy cho con đi, để sau này tiến bộ lên. Ừ, phải nhiệt tình học vô, anh phải nhiệt tình dạy vô. Anh mà không nhiệt tình dạy á, mét bác Tám. Bác Tám phơi nắng anh cho. Dạ, cảm ơn bác. Ừ, lo học đi, bác Tám còn cũng nhiều chuyện lắm. Dạ. Con phải nhiệt tình dạy em đó nha cha. Dạ. À, Duyên. Bộ em tính xuất khẩu lao động hả? Ủa, đâu ra mà anh nảy sinh ý tưởng đó nè. Hỏi em mà xuất khẩu lao động rồi ai chăm sóc cho anh? Ai chăm sóc cho tía? Ủa, vậy em học tiếng Anh làm gì? Nói thôi. Học tiếp nè. Không, đáng lẽ anh phải năn nỉ em nói cho anh nghe chứ. Không thích thì học tiếp nè. Tập trung vô. Học lại từ đầu á. Động từ thường theo sau chủ từ trong một câu trần thuật. Nó thường cho biết hành động trong câu. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Chú ý là mọi câu trong tiếng Anh đều có một động từ. Động từ có thể là... Kỹ sư nông nghiệp gì đâu không biết tính toán gì hết trơn á. Nghĩ sao chưa lắp được cái thống tự động thì đừng có chồng. Chồng chi giờ bắt nhỏ ra túi rồi bực bội lắm rồi. Quảng cáo chán. Sao giờ này chưa gửi hình cho mình nữa ta? Hay là đợi Photoshop xong mới gửi? Cái gì? Giỏi. Why là tại sao anh Nghĩa cứ chửi em hoài? Tập trung không? Tiếp. Where là ở đâu? Rồi, nhớ rồi đúng không? Dạ. Bây giờ thì mình sẽ tập tình huống đối thoại trực tiếp với nhau. Tình huống này giống như là anh với em lần đầu gặp nhau nha. Dạ. Rồi, nhớ nha. Hello. Hello. My name Minh Nghĩa. And you? I am Mỹ Duyên lớp Du Minh Nghĩa bạc.
Giỡn hả? Hả? Ừ. Lần đầu gặp nhau ai nói như vậy? Thì lần đầu gặp nhau mình nói cảm xúc của mình á. Cảm xúc gì? Tập trung vô. Lại nha. Mỹ Duyên, how old are you? I'm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 là 10, 7 là 7. 10, 7. No, no, 17. Yeah. Ok, ok, Mỹ Duyên, lớp du Minh Nghĩa bạc bạc. Giỡn, giỡn. Giờ sao, tập trung không? Tập trung mà tại vì em phát âm dở quá. Nói cái không khí nó căng thẳng, mắc cỡ quá. Mắc cỡ thì tập trung vô. Lo học đi, giỡn giỡn hoài. Tập trung nha. Rồi, dạ. Dạ bác. Thầy dạy học trò ha. Dạ. Ảnh dạy anh Văn cho con á. Một đứa làm thầy, đứa làm trò, dạy dỗ với nhau mà tươi cười như vậy, bác mừng lắm. Ngồi uống trà. Dạ. Đây. Huấn. Dạ. Dạ bác ơi, dạ cũng trễ rồi, dạ con xin phép con về. Sao về? Ở lại ăn cơm. Dạ, con còn con chuyện chứa mừng xong. Anh về nha. Nghĩa đẹp trai quá. Dạ, thưa bác con về. Anh Nghĩa, anh Nghĩa à. Anh Nghĩa à, anh lớp vô bạc bạc. Con làm quá, bên kia người ta cười tía thúi đầu nè. Rồi vô dọn cơm cho tía ăn. Nữa hả? Sao mỗi lần ngoài về cái đòi ăn vậy? Thì tía đói bụng rồi. Con chưa nấu cơm. Uổng công tía đặt tên mày là Duyên. Ủa, con có Duyên mà. My name is Duyên. 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 Dạ. Làm gì mơ mộng vậy? Viết bài kìa. Gì? Ví dụ mình là con gái á, mà mình tỏ tình con trai trước á, có bị kỳ không? Tỏ tình á hả? Theo chị thì bình thường. Bình thường đúng không? Hay vô em cũng suy nghĩ vậy luôn á. Nhưng mà em thấy em lo. Mình lỡ mình tỏ tình cái bị từ chối cái quên cục bắp dế luôn. Ê, nhưng mà quan trọng là người đó có người yêu chưa? Chưa. Vậy thì được rồi. Con gái hiện đại á là phải biết nắm bắt theo đuổi hạnh phúc của mình. Phải biết nắm bắt theo đuổi hạnh phúc của mình. Cảm ơn chị. Ê, đi đâu vậy? Em đi nắm bắt hạnh phúc của mình. Duyên! Duyên! Em nói thiệt chứ, anh cũng thích em nhiều lắm. Đối với anh, em là người con gái thùy mị, nết na, đoan trang. Có được em là phúc phần cả đời anh. Giống như là anh tu bảy kiếp vậy đó. Duyên à, anh yêu em. Làm gì vậy? Nãy mới thấy con chim nó bay ngang qua, cái em định hút gió kêu nó lại. Hút làm sao? Cái này làm đuổi chim chứ kêu chim gì. Mà có chuyện gì? Chuyện gì hẹn anh ra đây vậy? Anh Nghĩa à? Vậy
Anh thấy hôm nay em có gì lạ không? Lạ hả? À, cũng lạ đó. Cái bông á. Ai xúi mà treo cái bông kỳ vậy? Đẹp mà. Nãy em đi ngang thấy bông đẹp em nhắc em cắm lên. Hôm nay anh Nghĩa thấy cái không khí có lởn mởn không? Em thấy bình thường chứ lãng mạn gì đâu. Nè, có chuyện gì không? Anh đi công chuyện à. Cái kiểu mà hối vậy là dễ bị từ chối lắm nè. Duyên. À, dạ. Có gì không? À, không, à, em tính là... Tính cái gì giờ ta? Cái gì giờ ta? Là... À, nhờ anh Nghĩa về nói với bác Tám á. Là dạy cho em một chút y thuật về em chữa bệnh. Không có được đâu. Út tình đó, con cái trong nhà, tí anh còn không dạy. Tí nói rồi, nghề này truyền nam không truyền nữ. Hên quá. Chắc em buồn lắm hả? Dạ, tự nhiên kỳ cục. Nhưng mà không sao. Em nghĩ là bác Tám có nguyên tắc của bác Tám. Xong rồi. Dạ. Vậy thôi hả? Thôi. Vậy thì gọi điện đi. Hẹn làm gì? À, thì em gọi ra nhìn cái mặt để dễ nhờ giả hơn á mà. Vậy. Sao tự nhiên tim mình đập mạnh, hồi hộp thở không nổi luôn trời. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa ơi. Út đâu rồi? Má. Gì vậy? Làm chuyện gì mờ ám sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy hả? Má, anh hai có hỏi con á, má đừng có nói là con ở trong buồng nha má. Sao vậy? Chuyện đó con giải thích cho má sao? Nha má nha. Nè. Chạy hả? Má này quýnh con. Quýnh cái gì? Tính trốn hả? Làm banh sát giường đau của anh giờ trốn hả? Nè, có chuyện gì từ từ nói, đừng có quýnh em như vậy. Sao có chuyện gì vậy? Thì tại cái giò nước chứ phải tại em đâu. Giò nước sao? Tại hôm qua con tưới gào á. Nghĩ sao chưa lắp được cái thống tự động thì từ cái chồng. Chồng chi vậy bắt nhỏ ra tưới rồi bực bội nắng rồi. Quảng cáo chán. Sao giờ này chưa gửi hình cho mình nữa ta? Hay là đợi Photoshop xong mới gửi? Chắc vậy. Chết rồi, chết rồi. Chết. À. Cũng tại nó. Làm hư thì thôi đi. Rồi bày đặt lấy đắp vô. Xong rồi banh chành luôn. Mà con có làm gì đâu. Tại nó chứ bộ. Có tật giật mình. Thì tại nó làm hư đồ của con. Rồi con kêu cái kiểu đó, nó sợ con quýnh nó. Thôi anh em có gì dạy biểu nhau. Anh hai nói vậy đó, nghe chưa? Con kêu lại là muốn nói chuyện với nó. Nó nói làm sai gì nói con. Chứ đừng tự ý lấp liếm vậy là không có được. Nghe anh hai nói chưa? Làm sai thì phải nhận lỗi, hiểu chưa? Anh hai tha. Xin lỗi anh hai đi. Dạ em xin lỗi anh hai. Hôm nay chúng ta sẽ học cách nhận biết trái cây nha. Dạ. Các con đọc theo cô nè. Coconut. 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 Còn trái này á. Tiếng gì gọi sao ta? Trái ổi. Trái ổi. Giỏi quá à. Còn tiếng Anh sao? Guava. 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 Giỏi quá à. Nói quýt nè. Nói. Gì vậy? Quýt. Thôi, chua lắm. Đem đi. Không ăn con à? Dạ nội. Con mới qua hả? Dạ. Con câu được vài con cá lóc.
Dạ con biếu nội ăn lấy thảo. Trời cái thằng này có gì cũng hay biếu nội, nội chẳng có gì biếu là con. Ôi con lóc đảo quá. Ôi chà bá luôn nội. Vô lên đó con. Gì? Ngồi đi con, ngồi đi con. Dạ thôi con về nữa. Tại con đang bận công chuyện gian dở vậy. Chút anh trái cây mà có gì gấp mà về liền con. Dạ. Chào. Ê ngồi xuống. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa nha. Coconut. Coconut. Nghe chị dạy nè. Người lớn người ta một hai kêu mình ở lại là người ta có công chuyện muốn nói với mình, đúng không? Mình còn nhỏ thì mình dạ một tiếng cho người ta vui. Đó, em thấy cái mặt nè. Nội xấu chút đi nội. Xấu không nhớ. Bà nội của chị á, cái tính là mỗi lần mà quạo á thì cười vậy thôi chứ trong lòng là đau nhói, hiểu không? À. Bây giờ em ngồi đàng hoàng, em nghe chị nói chuyện nè. Học tiếng Anh không? Cái lớp này á, có một bé Duyên á, nó đương học á. Dạ không. Em có biết là những người trẻ mà học cao như em á, cần phải trau dồi tiếng Anh thiệt là kỹ. Để làm chi? Để mốt á, em gian rộng sự nghiệp ở nước ngoài, phải không? Em gam nói chuyện với người ta, nói chuyện với mấy người Tây đồ đó. Với lại cái điều đặc biệt á, cái lớp này nè, của mấy Nguyên nhà chị. Ông phải tính tiền, miễn phí. Học đi. Em biết rồi nhưng mà thật sự là em không có cần. Hôm nay mình học tới đây thôi, các con có thể về được rồi. Goodbye Miss Nguyên. Ok, goodbye everyone. Con về. Thôi con ơi, con đừng có quan tâm cái chuyện đó, chị cho nó mệt. Con về con lo con chuyện con đi. Dạ. Nói con lên bi ai cho cái lớp học của mấy Nguyên nhà mình làm quê quá. Nghĩa Nghĩa, con đi về cho con. Dạ thôi con về cho nội. Về đi. Ủa tôi về à? Có chuyện gì vậy nội? Đâu có chuyện gì đâu con. Nghĩa nó mới câu được mấy con cá, nó đem qua nó biếu chỗ nội con. Con vậy mà cũng tốt bụng chứ bộ. Bộ anh Nghĩa ở nhà có ông mình hả? Ừ. Nghĩa đang làm cái gì vậy? Phơi thuốc chứ làm cái gì? Em phụ nha. Đây. Đây em cầm cho. Em cầm cháu ít. Thôi được rồi. Em qua chơi đi. Phụ làm cái gì? Nặng. Em qua đây á, là em phụ anh, em tập. Đặng mai mốt cưới về rồi cái em ở nhà em biết em phụ anh. Không tin em luôn á. Bây giờ mà em còn tin mấy cái lời hứa của tía má hồi xưa nữa. Tin chứ. Rồi anh không nghe người ta nói hả? Tía má đặt đâu con phải ngồi đó. Mình phải tin vào hôn ước mình mới có đám cưới được. Thời buổi nào rồi. Bây giờ hôn ước làm sao bằng tình yêu? Không thương sao cưới được? Thương. Trời ơi em thương anh lắm luôn á, thương dữ lắm luôn á. Thiệt không? Thiệt. Anh cũng thương em lắm á. Đi vô xin tía má cưới liền luôn, ngày lành tháng tốt. Anh thương em như là em gái vậy đó. Bậy bạ. Em gái là út tình, còn em là người yêu phải thương kiểu khác chứ. Anh nhắc lại một lần nữa cho em biết, anh thương em như là em gái vậy đó. Nhưng mà nó
mạnh dạn gửi hình cho mình, phải tự giác gửi chứ. Cuối cùng cũng đã chịu nhắn tin cho chị rồi ha. Thái độ gì đây? Thích chảnh chứ gì? Được thôi. Tức thiệt chứ. Giờ này mà còn ôm sầm, định không cho ai ngủ hết không? Dạ không có gì đâu té. Với tính cách của ổng, bây giờ mình mà bảo lên là trúng kế liền. Bình tĩnh. Khá lắm. Để coi cô nhịn được bao lâu. Anh nhắc lại một lần nữa cho em biết, anh thương em như là em gái vậy đó. Em gái là út tình, còn em mới là người yêu, phải thương kiểu khác chứ. Em gái suốt ngày em gái, không có muốn là em gái chút nào. Suy nghĩ cách gì để anh thương mình mới được. Giờ tìm cách gì ta, cách gì để anh thương mình không coi là em gái nữa mà phải coi là người yêu, là vợ tôi. Ui 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 ui. Ôi, ngày gì mà xui xẻo dữ vậy trời. Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Chết thiệt. Đang dưới quê, đang làm mấy cái dự án. Khỏe không? Cô có sao không? Đi đường, không biết ngó đường mà đi hả? Cô gặp tôi, cô phải thắng lại chứ. Tôi nói tránh ra rồi, anh có nghe đâu. Được rồi, lần này tôi sai, xin lỗi nghe. Lần sau hả? Tôi gặp ở đâu á, tôi tông luôn, khỏi né. Cái chân của cô. Lên tôi chở về cho. Khỏi cần. Muốn gặp tôi đâu, anh tránh xa tôi ra. Gặp anh không có lần nào tốt lành hết trơn. Đó. Thôi, đừng có bướng. Kệ tôi. Tùy hoàn cảnh mà bướng. Chở về cho. Xuống đi. Không cần. Xuống. Lên. Từ từ. Ê. Đây. Về tới nhà rồi, anh đi đi. Đứng đây làm gì nữa? Tôi tính sẵn vô thăm bà nội. Với lại coi cái chân của cô có sao không? Tôi không sao hết trơn á. Cái người gì đâu mà cứ gặp được xui à. Bực mình dễ sợ luôn. Vậy thôi tôi về à. Ê, con gái. Bữa nay chuẩn bị đồ đạc đi ra ruộng phải không? Dạ. Thôi, công việc ở ngoài ruộng á, nắng nôi cực khổ lắm. Đừng có làm, để tía làm. Con đâu có làm ruộng nhà mình đâu. Con qua phụ anh Nghĩa. Dẹp. Không có phụ anh Nghĩa gì hết á. Lột ra hết. Đi ra chợ mua đồ về, nấu cơm cho tía ăn.
Trời, tưởng gì, con chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chuẩn bị xong tao mới đi chứ. Ôi, tía không ngờ con gái tía giỏi như vậy. Mà tía lỡ la, đừng có giận tía nha, tía xin lỗi. Bởi vậy, đó, con nấu xong xuôi hết rồi, cơm nấu rồi nè, có đâm chén muối ớt sẵn luôn, luộc dĩa rau lan luôn, ăn thanh đạm, thanh lọc cơ thể. Nay là cái bụng tía bự lắm rồi đó. Vậy nha tía nha, con đi nghe tía. Bắt tía ăn cơm rau chấm với muối ớt mà nó thanh lọc cơ thể, lo cho tía bụng bự. Bắt tía ăn cái kiểu này riết chắc bi thủng luôn á. Đi đâu ạ? Đi ra coi phụ anh được gì phụ. Thôi làm được rồi, em biết cái gì mà phụ. Trời, ba chuyện giặt giảnh này làm gì làm khó được em. Với lại anh nói vậy á, làm tổn thương em ghê luôn á. Thôi dù gì em cũng là con gái nhà nông chứ bộ. Tùy em thôi. Mà nói trước nha, anh không trả tiền công đâu á. Anh với em mà tính toán làm gì mất tình cảm. Chút xíu nữa cho em mớ rau về ăn được rồi. Rồi, vậy em nhổ đây đi, anh qua bên kia anh nhổ. Ủa, không phải ngồi nhổ chung hả? Đúng rồi, làm việc có phải chơi đâu. Qua kia nhổ đi. Mới xức lớp kem trộn, tà lanh tà lẹt ra đây phụ. Phụ có được ngồi chung đâu. Có la nữa, nhức đầu quá. Đau quá nè. Anh Nghĩa. Ừ? Anh Nghĩa, nghĩ ta vô uống nước đi để em làm cho. Thôi, mấy chuyện này nhọc để anh làm. Em vô nghỉ đi. Em làm được mà. Anh làm cho. Em làm được mà. Để em làm cho, đi vô nước đi cho khỏe. Được không đó nghe? Được mà, ba cái gì vậy? Còn con này không làm khó được em đâu. Ừ, anh vô à. Không biết mừng đến mừng cho, tài lanh. Cũng may có cái ủng á, chứ thôi là què giò luôn rồi. Ôi, què giò là anh nuôi em suốt đời luôn á. Anh đâu có rảnh đâu nuôi em. Thì cũng tại anh chứ bộ. Tại em muốn thì chỉ muốn á là lấy lòng anh, muốn cho anh cảm động đó. Có gì cũng không hiểu nè. Nè, chuyện người lớn, con nít không được xen vô. Em đó, anh nói rồi, anh chỉ của em là em gái thôi. Cái gì vậy? Không muốn nghe câu đó nữa. Đừng có coi em gái nữa. Mà giờ từ nay là coi em là bạn gái đi. Nhưng mà anh đã quen vậy rồi. Ôi ôi ôi, đau quá nè, đau quá nè. Tôi chưa có bóp luôn á. Đau đây nè. Rồi. Ôi dạ. Ôi. Anh đưa về cho. Tụ về luôn. Thôi, đi. Tài lanh tài lẹt gì không biết đồ. Khổ ghê á. Cổng cho. Trời ơi, giờ này mà anh còn ngồi nghiên cứu mấy cuốn này hả? Sao, có chuyện gì không? Anh đúng là nhẫn tâm mà. Làm con gái người ta tổn thương mà không thấy áy náy chút xíu nào hết trơn hả? Cái đó là nói sự thật thôi. Thà nói ra để cho Duyên không nuôi hy vọng, không nói ra để Duyên nuôi hy vọng mới là nhẫn tâm á. À, để rồi coi nha. Chị Duyên mà chuyển qua hận anh rồi ha, thiệp đó anh thấy. Lần sau. Ủa,
chứ anh chưa nghe câu khoảng cách giữa tình yêu và thù hận á, nó mong manh lắm 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 luôn á. Chị Duyên mà chuyển qua hận anh đi rồi lúc đó có chuyện lớn đó. Con nít có chút ác, nói chuyện về tình yêu như đúng rồi vậy. Vậy đi ngủ không? Không ngủ mét tí à? Không. Tí ơi, hả? Tí ngủ ngủ làm gì vậy? Gì mà khóc bù lu bù lo vậy con? Trời ơi, học tiếng Anh, tiếng Em, tiếng Tây, tiếng U nữa à? Học mà khóc như vậy học chi? Kỳ này là con khóc thiệt chứ bộ. Khóc thiệt chuyện gì? Con tỏ tình anh Nghĩa, anh Nghĩa anh từ chối con rồi. Cái chuyện này nó rõ như ban ngày rồi. Vậy sao tí không nói con cứ tưởng là ban đêm không à? Bây giờ khóc lóc giải quyết được cái gì con? Cái chuyện hôn ước ngày xưa á, tía với anh Tám Tàn hứa với nhau á, lúc bay còn chút xíu vậy nè. Hả? Bây giờ thằng Nghĩa nó chưa yêu bay. Hả? Hai bay cứ cưới nhau đi. Cưới xong rồi về sống với nhau rồi từ từ yêu. Không chịu, không chịu đâu. Cưới về xong á, lỡ anh thương con rồi sao? Con muốn là anh thương con ngay bây giờ kìa. Người ta không thương mình, mình phải nghĩ cách sao cho người ta thương. Nghĩ cách rồi khóc bù luôn bù lo. Được cái gì? Anh nói con á, anh chỉ coi em như là em gái à, coi em như là út tình á. Con đâu có muốn con là út tình đâu, con muốn con làm người yêu của anh chứ không phải là em gái đâu. Thằng Nghĩa nó muốn con là em gái của nó. Đúng rồi. Thì cứ làm em gái nó đi. Thôi. Như vậy nè, trước mắt là cứ làm em gái nó, rồi sau đó đó mình phải sao cho dễ thương nó, dễ yêu, dễ mến, rồi từ từ nó có cảm tình nó mới yêu mới thương mình chứ. Bây giờ ngồi khóc không có giải quyết được cái gì hết con à. Mẹ ơi, thấy hay quá ta, sao con không suy nghĩ ra ta? Trời ơi, trời ơi, con bị sao vậy nè? Không nói cho tí biết, tí đưa con đi bệnh viện. Con qua phụ anh Nghĩa, con lấy con cái cuốc, con đào đào cái con đào vô chân con luôn. Bị chỗ nào nè? Bị chỗ này nè. Đâu 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 đâu. Ôi, tí đụng vô chỗ đau của con á. Từ từ nhẹ nhẹ để tí coi. Đâu? Bị chỗ nào? Đây nè, bầm xíu nè. Ơi, bầm chút xíu vậy mà bó nguyên cục vậy hả? Tại vì con đau ở trái tim nè, con bó không được, cái con bó đỡ đó. Ôi trời ơi, khó thở quá. Nên xả rác cung nhà hết á, dọn dẹp liền, không sạch là chết với tia đó. Ôi khó thở quá tia ơi. Rẽ nè. Dạ. Ê, chị hỏi cái này nha. Cái gì bị thẹo á, là mình xài thuốc đông y tốt hơn hay là mình mua thuốc tây về mình xức tốt hơn? Dạ, tất nhiên là đông y rồi. Đông y phải không? Nhà em có bán thuốc xức thẹo không? Có chứ. Bán như chị một chai. Không, một lố. Cái gì mua lố dữ vậy? Phải mua lố chứ. Bán một chai á, nó mắc lắm. Mình mua lố á, mình được giá sỉ. Rồi. Ủa, mà chị bị sẹo hả? Người của chủ á là từ trên xuống dưới mức gượt. Con Nguyên nhỏ đó đó, nó là con gái mà nó ở chơi Sài Gòn nó về nữa chứ, không biết nó về đây nè. Rồi nó đi đứng kiểu gì, nó chạy làm sao mà chạy như cướp vậy đó. Rồi á nó té nó trượt dài vậy nè cưng. Trời ơi, nó lát tụi cái mắt cá, nó lát con tới đây nè em, ghê lắm. Chị mua về chị xuất cho nó đó.
À. Ủa đi đâu hả? Thì chị đi qua nhà em lấy thuốc. Nhà em hướng này. Bây giờ em ra ruộng, chị về đi. Em ăn qua cho. Chị liệu. Em nói nghe nè. Nhớ nha, nhớ đem thuốc qua cho chị nha. Nguyên á, nó lát. Nhớ á. Rồi. Duyên, em làm thử bài này coi hiểu tới đâu rồi. Chị. Chị nhắn giùm em cái hỏi hôm nay anh đi làm có mệt không? Nhắn ai vậy? Trời ơi. Crush luôn. Thì ra hả là crush anh chàng nước ngoài cho nên mới chăm học tiếng Anh vậy đúng không? Nhắn cho em nhanh lắm. Đâu. Nè. Cảm ơn cô luôn. Chị trả lời nguyên câu dài sọc này nghĩa gì vậy? Đâu chị con. Câu này có nghĩa là mỗi ngày đều giống nhau, kiểu giống như là ngày nào cũng như ngày nấy. Gì kỳ? Anh chàng này hài hước ghê. Trả lời kỳ cục. Khỏe nó khỏe, mệt nó mệt. Trả lời quỳ giống trời. Nè. Cái gì vậy chị? Chị mới tải cho em cái phần mềm về tiếng Anh á. Ủa là sao? Thì em cứ đánh vô tiếng Việt, nó dịch sang tiếng Anh hoặc ngược lại luôn. Thôi, tại tốt không, tốt không? Tốt lắm, cũng khá là chính xác. Trời đất ơi, vậy sao bữa giờ không chị Sơn? Chị Sơn mà đâu có mất thời gian học đâu trời. Giờ không học nữa hả? Nghỉ phè. Ê. Giỡn. Nhưng mà nói nghe, hôm nay cho em nghỉ ngày à. Cái gì nữa? Về nghiên cứu phần mềm. Nha. Sợ cô luôn á. Sao loại nào cũng giống loại nào vậy? Không có tên thuốc gì hết trơn. Dạ, tiếp. Ủa? Con kiếm gì con? Dạ, con kiếm thuốc bôi lành sẹo. Bé Đức cái chỗ nào mà bôi lành sẹo? Dạ không, con kiếm cho bạn của con. Đó, con thấy chưa? Bây giờ con sáng con mắt con ra chưa? Tiết truyền nghề cho thì không chịu học. Con nhà nào mà không biết một chút nghệ thuật chân á, con thấy mắc cỡ không? Dạ, cảm ơn tía. Con đi nha tía. Cái đó thấy chưa? Con với cái cứ nhắc tới thật là bỏ chạy à. Đúng là hổ phụ sanh nghịch tử thiệt mà. Thưa nội con đi. Ủa, con đi đâu đó? Con đi sửa xe đạp nội. Chàng ơi, nội đã nói với con rồi, đừng có đi dạy bằng xe đạp. Có làm sao đâu nội, đi xe đạp á vừa thoải mái nè, vừa tốt cho sức khỏe nữa. Thôi con đi nha. Cái tật đi giữa đường không bỏ mà. Trinh ra, xe hồng thang. Ủa, anh Nghĩa, sao nằm giữa đường vậy? Lần sau mà không bỏ cái tật đi giữa đường á, tôi tông ráng chịu à. Nè. Dám chơi mình hả? Cô đợi đó. Thank you.
Không lẽ ông kiếm mình trả thù? Ê! Không có làm bậy nha. Làm bậy là làm gì? Anh tới trả thù tôi vụ đụng xe hả? Tôi không ngờn con trai mà chấp nhận con gái vậy á. Cô mà cũng biết sợ nữa hả? Chấp nhận là sao? Ủa? Dạ. Mới tới hả Nghĩa? Dạ nội. Giả tạo, làm như ngoan hiền lắm vậy. Con, kéo ghế ngồi đi. Dạ thôi khỏi nội. Dạ cũng qua đưa thuốc cho chị chủ. Thuốc bôi sẹo á nội. Dạ. Ờ, cảm ơn con nha. Chàng ơi, con Thảo Nguyên nó mới té xe đạp đó. Nè con, thuốc này để sức mấy cái chỗ mà té đó con. Dạ, con xin lỗi. Ủa, sao tự nhiên lại xin lỗi? Nội, nội có tiền đó không nội? Chi con? Thì trả cho ông ta chứ chi. Dạ, dạ, thôi khỏi đi nội. Dạ, con không lấy tiền đâu. Dạ, con về nha nội. Ê, ê. Trời ơi, Nghĩa. Dạ, cái thằng nó kỳ lắm. À, nói tới tiền cái nó bỏ nó chạy te như là ma rượt nó vậy đó. Thiệt không nội? Thiệt. Cái tính thằng này nó vậy đó con, cho nên nội thương lắm. Nội thiệt con nghe, bộ con ghét Nghĩa lắm hả? Có đâu nội, con bình thường mà. Thôi, con tập thể dục tí nha. Thôi đi vài vòng rồi về sớm sớm nha con. Dạ. Đã mối thù mà. Anh làm gì vậy? Nè, sao cô không nói với nội là tôi làm cô té? Không thích. Cô ghét tôi lắm mà. Thì cô nói ra đi, xong rồi cái nội giận tôi có lợi cho cô hơn. Nói nghe nè, tôi không có rảnh mà làm bao chuyện trẻ con vậy. Chỉ đơn giản á là tôi thấy kể một câu chuyện tôi bị xe hư rồi nên tôi té. Còn hơn là kể câu chuyện dài của chính tới anh á, rõ chưa? Là mình tưởng là cô sợ bà nội giận mình chứ. Chào má. Nè. Wow. Uống sữa rồi đi ngủ sớm đi con. Con cảm ơn má nha. Chuyện học hành của con tới đâu rồi? Má yên tâm đi nha, con phải sắp xếp được mà, không sao đâu. Sinh viên năm 2 rồi đó nghe. Dạ. Phải tập trung học đi. Con nhớ rồi. Bớt mấy cái chuyến đi từ thiện xa đi con. Tập trung học tiếng Nhật đi con. Dạ, má yên tâm đi nha. Má về phòng nghỉ ngơi đi. Má phải chú ý tới sức khỏe của mình chứ. Đúng không má? Nè con học chút xíu như đây thôi là con đi ngủ liền. Nhớ đi ngủ sớm đó. Con nhớ rồi. Chúc má ngủ ngon. Thôi, số quơ số quắc. Vậy mà kêu đẹp hơn người chụp hình chuyên nghiệp. Dám đá xéo mình hả? Chụp hình chuyên nghiệp là phải biết nắm bắt khoảnh khắc. Đẹp trời, Út Tình nó sao đẹp dữ vậy? Cha nội này có bộ chụp hình cũng được chứ bộ. Cuối cùng mình đã có được một tấm hình đẹp.
Nghĩa. Dạ. Đi xuống sao á, lấy lúa đi xay đi con, nhà hết gạo ăn rồi. Dạ con biết rồi. Má. Chà, nay làm gì mà vui vẻ vậy? Sáng sớm mặt mày tươi rói à, chuyện gì vậy? Không có gì đâu má. Không có gì hả? Vậy thì thôi ra giường phụ với tía làm chuyện đi. Dạ. Chà, nay lạ nghe. Lần đầu tiên mà siêng năng đột xuất vậy trời. Kêu ra phụ với tía mà không có dùng vàng vui vẻ vậy. So mi thi. Xong, trời ơi. Phải chi cái tiếng Anh nó cứ ghép tiếng Việt vô vậy là sướng nè, dễ nè. Ủa làm gì vậy con? Làm gì mà nói chuyện một mình? Con đương làm đại sự. Thôi, cười một mình rồi nói chuyện một mình. Tía nghi lắm nè. Có vấn đề. Tía, tía không hiểu đâu. Cái chuyện này tía không hiểu được đâu. Ôi, học ba cái tiếng Anh, tiếng Em, tiếng Tây, tiếng U chứ có gì đại sự mà không hiểu. Quá dễ hiểu mà. Hiểu không? Thử đọc đi nè, tía thử đọc cái từ này đi. Tía không có học tiếng Anh, tía không có biết đọc. Cười. Giờ tía ra ruộng. Ở nhà lo học hành, rồi coi chừng nha. Nhớ nấu cơm á. Nữa hả? Sao lúc nào trong đầu tía cũng cơm á? Thì đi ruộng về đói bụng ăn cơm chứ ăn cái gì? À, yeah. Không biết rồi. Không, anh đọc tin nhắn của Út Duyên mà tin nhắn tiếng Anh á, thấy mắc cười quá. Ừ, nãy cũng chịu mới nhắn em hỏi anh đâu á, mà chỉ nhắn gì anh vui dữ rồi. Hả? Chọc quê em hả? Em có biết tiếng Anh rồi được mấy ngày. À quên. Duyên cũng giống như Út vậy đó. Cũng là nhắn tin kiểu là dịch từ tiếng Việt tới tiếng Anh mà dịch kiểu từng chữ xong cái ghép lại á. Mà nó nhắn gì? Không biết, nó nhắn, nói chung là nhắn tùm lum hết trơn á. Cái ý là Duyên mới làm xong cái việc gì đó, rồi làm thêm cái việc gì đó, rồi làm cái gì đó, rồi xong xách dao qua kiếm anh. Cái bộ dạng này là chuẩn bị qua nhà Nghĩa nữa chứ gì phải không? Ủa sao tía biết hay vậy? Trời, nhìn cái mặt là hớn hở kìa. Đi đứng là nhún nha nhún nhảy. Qua nhà Nghĩa chứ gì? Tía, hình như tía nằm đâu trong đây con nè. Tía nằm đâu trong bụng con suy nghĩ gì tía biết hết luôn á. Thiệt, ý con nói là cuộc đời con là chỉ có mình tía hiểu con thôi á. Tía sinh mày ra, nuôi mày khôn lớn. Không hiểu mày với ai hiểu mày. Đang chưa chờ cho chờ đi đâu. Quan trọng lắm. Lúc nào cũng quan trọng lắm, quan trọng lắm. Quan trọng cái gì? Ô, cái chuyện bí mật của người ta. Bí mật rồi quan trọng. Không có đi đâu hết á. Lo chuyện nhà xong chưa?
cơm nước xong cho mày đi. Con nấu xong rồi. Con nấu nồi cơm xong rồi, luộc luôn dĩa rau, đâm một chén muối. Tí muốn ăn gì thì ăn nghe. Con này tí ăn vậy cho thanh đạm xẹp bụng đó tía. Suốt ngày bắt tía nó ăn cơm rau luộc chấm muối mà gọi là thanh đạm. Anh Hà, anh Hà, đi trốn đi, trốn lẹ đi anh hai. Mất mớ gì phải trốn. Trời đất ơi, thì chị Duyên chỉ đòi xuất gia qua đây kiếm anh là còn gì nữa. Chết rồi, có khi nào Duyên muốn giết anh thiệt không? Em đã nói với anh rồi, con gái một khi hận lên nó là ghê lắm á. Bây giờ vậy nha, anh vô trong buồng, Duyên tới là Út nói anh không có ở nhà nha. Không được, hồi nãy chị Duyên điện cho em lỡ nói là anh ấy về rồi. Thì Út nói là anh đi đâu đó đi. Thôi, lỡ chị điên lên là chị vô chị giết tía má rồi giết luôn em rồi sao? Vậy bây giờ vậy nha, Duyên tới á, Út nói là anh hai bằng công chuyện đột xuất lên thành phố rồi, một tuần nữa mới về nha. Không, trời đất ơi, lỡ là chị không kiếm không thấy anh, xong rồi chị vô chị giết hết cả gia đình. Thôi, em không biết đâu. Vậy bây giờ thì sao? Em không biết, chuyện của anh làm á, anh tự giải quyết đi, em đi về trước á. Em trốn mà. Út. Không được rồi, trốn. Chúng được tính sao? Nghe, nghe. Đừng có làm liều nha. Án mạng là đi tù đó. Ra, 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 ra. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Ê, coi chừng nha. Hai đứa chuyện gì vậy? Bác. Đâu, đâu, đâu. Ê, nè, gì vậy con? Dạ, con không biết nên để con đi kêu anh. Nghe không? Anh nghe không? Có chuyện gì vậy? Đâu có gì đâu. Nè, đi đâu? Đâu? Ê, nè. Ủa, nó sao vậy? Dạ, con không biết nên để con đi kêu anh. Nghe không? Hai đứa này làm gì trời? Anh nghe không? Sao đuổi theo anh mà vậy? Anh đứng lại giùm cái được không? Không, ngu gì đứng. Mệt quá ơi. Anh nghe không? Anh đứng lại đi, anh nghe không? Chị. Thôi, đừng có kêu nữa. Anh nghe đứng lại, anh nghe không? Đừng có đuổi theo anh nữa. Anh nghe không? Đứng lại đi. Đừng có nghĩa hồn, nghĩa hồn nữa. Anh sợ. Nè. Má đâu có sao đâu. Nè, con à. Mà cái chuyện gì mà thằng Nghĩ con Duyên nó rượt nhanh nó chạy vậy? Má không biết chuyện gì hết trơn rồi, con biết gì không? Chị Duyên. Chị sao? Chị xách dao qua chị đòi xử anh Nghĩa má. Cái gì? Con Duyên nó xách dao đòi xử thằng Nghĩa? Dạ. Anh Nghĩa ơi. Trời ơi. Con đuổi theo anh nữa. Em bình tĩnh lại đi. Anh nói vậy không hiểu hết trơn trời. Làm ơn đứng lại giùm cái em, mệt quá mệt rồi. Em đứng lại đi, đừng có đuổi theo anh nữa. Thì anh đứng lại đi rồi em mới đứng lại được chứ. Sao đứng lại được? Ôi. Thấy chưa? Nói đừng có đuổi theo anh nữa mà không nghe. Còn đứng đó nữa là đỡ em vậy coi. Con sao không vậy? Bị dập bẻ rồi nè. Đừng có sợ giống như lần trước nha, đừng có gạt anh nha. Gạt cái gì mà gạt, nó quéo quèo rồi nè, nó nhanh lên. Ôi, nó quéo rồi. Thôi, đừng có ôi nữa. Hết ôi rồi. Thấy chưa, lần nào cãi lời anh y như đang có chuyện à.
Lần trước thì cuốc vào chân, lần này thì dập bẻ. Trời, người ta đau gần chết luôn, ngồi cứ lèm bèm bà nhức cái đầu luôn á. Rồi, đỡ chưa? Đỡ, đỡ chút. Về. Ê, ê, khoan đã, khoan hả? Ê, 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 ê. Nè, nè, từ từ nói nha. Không được manh động nha. Ủa, anh mới là người cần bình tĩnh, tự nhiên em đương rất là bình tĩnh luôn á. Anh là sao em thấy anh giống, nãy giờ là giống khùng lắm nha. Cái gì? Em ăn dao qua kiếm anh mà kêu bình tĩnh hả? Bình tĩnh cho chết hả? Em mới là khùng á. Em ăn dao kiếm anh hồi nào? Vậy chứ em tính móc gì trong túi ra? Này hả? Hồi hỏi anh để quên á. Trời ơi. Trời ơi, nghĩ gì? Dạ nghe má ơi. Nghĩa, Nghĩa, con có bị sao không Nghĩa? Nè nè, có gì nói con nghe từ từ nghe, đừng có manh động với con. Dạ dạ dạ, con không sao hết á. Dạ, không có chuyện gì hết. Vậy hả con? Không sao hả? Trời ơi, má mừng quá. Ờ, chuyện gì từ từ giải quyết hả con nghe. Dạ con biết rồi. Con về nói chuyện sao nghe má. Dạ. Về. Ê Nguyên, 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 Nguyên. Dạ. Trời đất ơi, ngồi xuống đây. Cái gì vậy chị? Em chưa có xuất thuốc mà em đi đâu vậy hả? Em là con gái đó, em phải biết giữ gìn thân thể của em chứ. Cỡ như chị nè, chị còn quý giá cơ thể chị như châu báu một ngày vậy đó. Cái chân em không lo xuất thuốc đi, em để thẹo rồi sao? Trời, cảm ơn chị nha. Chị không nhắc á làm em quên mất tiêu à. Nhỏ. Nè tự xuống đi. Trời, thuốc cũng tốt dữ ta. Em ơi, em khen dư thừa quá à. Bị gì sao? Bị gì ông Tấm Tàn á, là ông thầy thuốc giỏi nhất cái xứ mình. Với lại Nghĩa con không nữa, tốt bụng dữ lắm. Nó là nó cho chị miễn phí luôn. Rồi nó còn đem qua nhà mình, nó hướng dẫn là sử dụng sao 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 nữa, phải không? Cười 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 phái không? Với lại cái người mà em cần khen nhất ở đây á là chị nè. Chị đi mua cho cưng. Hey, sao mọi người dễ bị lừa ghê. Thôi em đi dạy nha. Nguyên, Nguyên, làm sao trời? Trời đất ơi, thì ra là hiểu lầm. Làm trời ơi, tim tôi nó muốn rớt ra ngoài luôn ông ơi. Thì đó, con cũng muốn thòng tim theo luôn. Mà sao ngộ quá, tự nhiên mọi người nghĩ con sao bạo lực dữ vậy? Thì cũng tại chị. Tự nhiên ai biểu chị tài lanh. Tiếng Việt còn chưa xong mà đặt tiếng Anh, tiếng Mỹ nữa. Nhưng mà anh không hiểu nghe. Chẳng thà là em ghi là em gửi lại cho anh đi. Còn đây này là em giao lại cho anh. Em giao lại cho anh mà em ghi sai chính tả nữa. Rồi cuối cùng Google dịch sai ra gì thành con dao. Làm anh hết hồn. Thì tại em muốn đổi từ cho nó mới. Ai ngờ đâu dịch mới mẻ quá trời. Nè nè nghe tôi nè. Rút kinh nghiệm vụ này nghe. Kỳ sao không có làm lại như vậy nữa nghe chưa. Dạ.